hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1176, quy hoạch cho tương lai. Trình thiếu ra nói xong thì đi ra ngoài, khi đi đến cửa thì để hai tấm ảnh lại. Hai tấm ảnh này để lại cho các người. Khi Tiêu Thủy Sinh và Hàn Tiếu Tiếu còn đang sướng sờ thì Trình Thiếu Gia đã mở cửa bước đi, mà đến khi cả hai kịp phản ứng thì Trình Thiếu Gia đã đi mất. Con của anh Đại Minh là Hạ Thiên. Một lúc lâu sau Tiêu Thủy Sinh mới đỡ đẫn nói là thần y đệ nhất thiên hạ, có phải vậy không? Hàn tiếu tiếu chợt giống như đang nằm mơ. Tôi phải điện thoại cho anh ấy. Một lúc lâu sau tiêu thủy sinh mới coi như tỉnh táo, tuy hắn vẫn còn cảm thấy rất mê hoặc với tình huống vừa rồi nhưng vẫn cảm thấy mình nên điện thoại cho tiêu đại minh rồi nói sau. Phong nhạc hiên. Trước mặt nhạc chi phong là một bàn cờ, trên đó có một thế cờ đã sắp tàn cuộc, lúc này trước mặt hắn không có đối thủ, chỉ có mình hắn và những quân cờ nhạc tiên sinh. Một âm thanh có chút khách khí từ phía sau vang lên. Xác nhận chưa? Nhạc Chi Phong không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt hỏi. Xác định, đúng như những gì nhạc tiên sinh dự đoán, tiêu tiểu kiện sở dĩ hết bệnh cũng không phải là kỳ tích, đó là do Hạ Thiên chữa trị. Mà Hàn Tiếu Tiếu kia cũng. Xác định đã gặp Hạ Thiên và Mộc Hàm. Trình trí chí cao trả lời. Xem ra nhạc tiên sinh dự đoán không sai, Hạ Thiên thật sự là con trai của Tiêu Đại Minh, là tiêu tiểu thiên. Tôi cũng không tin cái gì gọi là thượng đế và thiên sứ, cũng không tin có gì là kỳ tích, tất cả kỳ tích đều do con người làm ra. Nhạc tiên sinh thản nhiên nói. Audio điện tử võ tấn bền. Trong thủ đô này có thể làm cho một người bị bệnh bạch cầu trở nên như thường, hơn nữa lại chỉ mất thời gian ngắn, chỉ là thể là hạ thiên. Nhạc tiên sinh cao minh. Trình trí chí cao ở bên kia nói một câu nịnh hót, sau đó tiếp tục hỏi sau đó chúng ta nên làm thế nào? Muốn lợi dụng người của tiêu gia uy hiếp hạ thiên không? Tạm thời chúng ta chỉ cần nắm chặt người tiêu gia là được. Nhạc Chi Phong thản nhiên nói. Lợi dụng là phải lợi dụng, nhưng thời cơ lợi dụng cũng quan trọng, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất. Hiểu, tôi sẽ cho người theo sát bọn họ. Trình Chí Cao khẽ gật đầu. Nhạc Chi Phong cuối cùng cũng quay đầu nhìn Trình Chí Cao, vẻ mặt có chút lạnh lùng sự việc của tiêu đại minh tạm thời không nói, mà tay súng sáng hôm nay đến tập kích y nhân các tìm được chưa? Còn chưa tìm được. Vẻ mặt trình trí cao có chút bất an. Nhạc tiên sinh, chuyện này thật sự không phải tôi làm. Nhạc trì phong khoát tay cản lời giải thích của trình trí cao. Trí cao, tôi và cậu đều hiểu rất rõ, y tiểu thư thấy cậu là người tình nghi lớn nhất. Tôi cũng không muốn truy cứu xem sự việc này có phải do cậu làm hay không, nhưng cậu nên hiểu, dù sự việc này do cậu làm hay người nào khác làm thì cũng phải tìm ra hung thủ, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Trình trí cao vội vàng gật đầu. Hiểu thì mau đi sắp xếp cho tốt. Nhạc chi phong phất tay, rõ ràng có chút bất mãn. Nhạc tiên sinh, tôi xin đi trước. Trình trí cao lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau, thành phố Giang Hải. Lãnh băng băng bị tiếng chuông cửa đánh thức, nàng vô thức sờ bên cạnh, cũng không có gì vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Vài phút sau lãnh băng băng ăn mặc chỉnh tề đi xuống, khi đến cửa thì nàng thấy người bên ngoài, vì vậy mà không khỏi ngây người, nhưng cũng có chút thoải mái. Lãnh băng băng nhanh chóng mở cửa, người đến cũng là mỹ nhân tuyệt sắc và khêu gợi cực kỳ, tất nhiên nàng biết người này cũng như nàng, cũng cùng một người đàn ông. Tuy lãnh băng băng nổi tiếng khắp thành phố Giang Hải nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu so sánh với người phụ nữ trước mặt, nếu nói về danh tiếng thì đối phương còn lớn mạnh hơn. Hơn nữa danh tiếng của người này cũng không phải chỉ ở thành phố Giang Hải, vì nàng chính là nữ tỷ phú chủ tịch Diệp Mộng Oánh của tập đoàn Thiên Nam. Bây giờ Diệp Mộng Oánh còn không chế thêm một tập đoàn mới thành lập được 3 tháng và cũng nổi tiếng không kém, đó là tập đoàn Thần Y. Khi thấy lãnh băng băng thì trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh lộ ra nụ cười. Chồng để tôi đến đưa cho chị thứ này. Tôi biết rồi, chị vào đi. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Khi thấy Diệp Mộng Oánh thì Lãnh Băng Băng cũng có chút buồn bực, nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng suy xét cẩn thận thì hiểu, nàng biết đối phương sẽ đưa đến, nhưng thật sự không ngờ sẽ tự mình đưa đến. Dù sao nàng cũng thấy sự kiện này Diệp Mộng Oánh chỉ tùy tiện tìm người đưa đến là được. "Thuốc đưa cho chị, mỗi ngày uống một viên, có lẽ chồng đã nói với chị rồi." Diệp Mộng Oánh đưa một chai thuốc cho Lãnh Băng Băng rồi vô ý nhìn khắp bốn phía, lại chợt hỏi một câu. Chồng đi rồi sao? Đã đi rồi. Lãnh Băng Băng vừa tiếp nhận chai thuốc vừa trả lời, nhưng nàng vừa dứt lời thì cảm thấy có gì đó là lạ, Diệp Mộng Oánh này sao biết tối qua chồng qua đêm ở đây? Ngày hôm qua cậu ấy điện thoại cho tôi, nói tôi đưa thuốc đến cho chị Băng Băng, mà không nói đưa đến nơi nào, lúc đó tôi đã khẳng định cậu ấy ở đây. Diệp Mộng Oánh hầu như biết rõ nghi vấn của Lãnh Băng Băng, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt bây giờ cậu ấy cũng không biết đang làm gì rất thần bí lần nào về cũng không cho ai biết rõ cậu ấy đã đi đêm qua lãnh băng băng giải thích cho hạ thiên bây giờ có lẽ đã đến thủ đô cậu ấy nói muốn cho người ta nghĩ mình luôn ở thủ đô vì vậy cũng không nói cho ai biết đi suốt đêm xem ra thật sự có chuyện diệp mộng oánh khẽ gật đầu coi như nàng hiểu hạ thiên muốn hắn thoát khỏi lãnh băng băng và bỏ đi thì thật sự phải có quyết tâm rất lớn chị ngồi chơi nhé lãnh băng băng trần trừ rồi hỏi không cần tôi chỉ đến xem có cậu ấy hay không cũng thuận tiện có một việc cần nói với chị diệp mộng oánh mỉm cười trước đó tôi luôn vội vàng quản lý công ty bây giờ dù là tập đoàn thiên nam hay thần y đều đã đi đến quỹ đạo vì thế mà thời gian của tôi cũng đã nhiều hơn một chút tôi thấy chúng ta khi nào rảnh thì nên tâm sự một chút coi như quy hoạch cho tương lai tương lai của chúng ta lãnh băng băng có hơi sướng sờ khoảnh khắc này nàng cũng không hiểu ý của diệp mộng oánh đúng vậy tương lai của chúng ta không riêng gì của chị và tôi còn có kiều tiểu kiều hình hình diệp mộng oánh khẽ gật đầu chúng ta đều ở giang hải có lẽ trước đó chúng ta cũng ít gặp mặt cũng không thương lượng như vậy cũng không tốt tôi cảm thấy chúng ta nên tụ tập lại cùng nhau lập ra quy hoạch đáng lý ra việc này không phải do tôi nói ra chỉ là tôi và tiểu kiều có nói chuyện một phen tiểu kiều tuy thông minh giỏi giang nhưng còn nhỏ tuổi có một vài việc còn chưa đủ kinh nghiệm vì thế cô ấy cảm thấy nên để tôi đến nói chuyện với mọi người thì hay hơn tôi cũng không muốn nghĩ quá nhiều chỉ muốn sinh đứa bé cho hắn sau đó nuôi con lớn lên vậy thôi lãnh băng băng trầm mặc một lúc rồi khẽ nói nhưng sự việc không đơn giản như vậy diệp mộng oánh khẽ lắc đầu bây giờ chỉ có con nhà mà chồng xây trên đảo cũng đã sắp xong sau này chúng ta sẽ rời đến đó sẽ ở cùng một chỗ. Thật ra trước đó chúng ta có thể ở chung, có thể quy. Hoạch tương lai, ai cần làm gì, nếu không sau này sẽ loạn. Diệp Mộng Oánh nói đến đây thì khẽ cười. Thật ra chị cũng đừng quá quan tâm, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể liên lạc với nhau, có gì cùng thương lượng, sau này sẽ là người một nhà. Người một nhà. Trong lòng lãnh băng băng bùng lên cảm giác nói không nên lời, hình như cái nhà này cũng quá lớn rồi lãnh băng băng nhìn diệp mộng oánh nàng trầm mặc một lúc rồi cuối cùng mở miệng chị thật sự không thèm quan tâm sao cùng nhau vui vẻ là tốt diệp mộng oánh hầu như trả lời câu hỏi của lãnh băng băng không chút do dự lãnh băng băng cũng không tiếp tục hỏi lại thật ra đối với nàng thì có quan tâm hay không cũng chẳng còn quan trọng nàng biết chuyện cần thiết là mình có thể ở cùng một chỗ với hắn nếu các chị có chuyện gì cần thương lượng chỉ cần cho tôi biết tôi sẽ đi Lãnh Băng Băng nói rất nhỏ. Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh lộ ra nụ cười vui mừng, nàng khẽ gật đầu. "Tôi về công ty trước, chị chú ý bảo vệ sức khỏe, có gì cứ liên hệ với tôi hoặc là Kiều Tiểu Kiều." Diệp Mộng Oánh cũng không ở lại lâu, nàng nhanh chóng rời khỏi biệt thự của Lãnh Băng Băng, còn Lãnh Băng Băng ngồi ngây người trong phòng khách một lúc mới nhớ mình còn phải đến cục công an. "Thủ đô, y nhân các." Thập cửu muội đang đi tới đi lui trong sân. Nhìn có vẻ tùy ý nhưng thực tế đang bảo hộ phòng ngủ của y tiểu âm. Á, à, một tiếng thét sợ hãi từ phòng ngủ truyền ra, là âm thanh của y tiểu âm. Vẻ mặt Thập Cửu muội chợt biến đổi, nàng nhanh chóng đi đến phòng ngủ, không nói nhiều lời mà phá cửa phóng vào hỏi. "Y tiểu thư, chị không sao chứ?" Thập Cửu muội vừa nói xong thì chợt cảm thấy xấu hổ, sau đó nàng không đợi y tiểu âm trả lời mà xoay người khẽ nói. "Xấu hổ quá, tôi thật sự còn chưa thấy gì." thập cửu muội nhanh chóng bỏ đi, nàng còn thuận tay đóng cửa lại, tất nhiên không phải nàng chưa thấy gì, mà nàng thấy khá rõ. Y tiểu âm nằm trên giường, nằm trên là một người đàn ông, mà người đó là ám hoàng, là Hạ Thiên. Khoảnh khắc này y tiểu âm nghiến răng nghiến lợi hỏi, tên khốn cậu vào từ khi nào? Đáng tiếc là Hạ Thiên không trả lời, hắn đang ngủ o o. Cậu đứng lên cho tôi. Y tiểu âm muốn đẩy Hạ Thiên ra đáng tiếc nàng dùng hết sức cũng không thể lay động hắn. Khi thấy Hạ Thiên ngủ rất ngon, y tiểu âm nhớ tên khốn này từng làm chuyện cầm thú với mình, nàng chợt nổi điên. Tên khốn, tôi giết cậu. Y tiểu âm cầm lấy con dao gọt trái cây đâm về phía Hạ Thiên, đâm vào bụng. chương 1177, phạt chị ngủ cùng tôi. Dù y tiểu âm có tỉnh táo cỡ nào thì ở trước mặt Hạ Thiên nàng sẽ luôn xúc động, Đơn giản là tên khốn này luôn làm cho cuộc sống của nàng thoát khỏi quy hoạch, nếu nói trắng ra thì hắn phá hủy tất cả những thứ vốn có của nàng. Hạ Thiên không những cưỡng ép tiến vào trong người y tiểu âm, càng cưỡng chế cuộc sống của nàng. Vốn dĩ nàng là một đóa hoa nổi tiếng thủ đô, là nữ thần y đệ nhất luôn giữa khoảng cách thích hợp với các thế lực ở thủ đô, dù là quan lớn hay phú hào đều đối đãi rất tốt với nàng, hầu như không ai xem nàng là kẻ địch. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Bây giờ trong thủ đô đều xem nàng là phụ nữ của Hạ Thiên, mà nàng bên này cũng bị Hạ Thiên bám lấy không tha. Vì Hạ Thiên mà A Cửu bị trúng đạn, vì vậy Y Tiểu Âm không thể không xin sự trợ giúp của hắn. Ngày hôm qua hắn đã bỏ đi, điều này làm nàng thả lỏng, nhưng bây giờ nàng lại chợt phát hiện tên khốn kia xuất hiện bên cạnh mình, điều này làm nàng hầu như muốn tan vỡ. Y Tiểu Âm nghĩ đến tình cảnh thập cửu muội chạy ra khỏi cửa, nàng biết rõ, trong lòng thập cửu muội thì quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên là không nói cũng hiểu, dù nàng có muốn giải thích hay không cũng vậy mà thôi. Lúc này y tiểu âm chợt cảm thấy cuộc sống của mình rối loạn, mà sở dĩ như vậy cuối cùng cũng chỉ vì tên khốn Hạ Thiên này, hắn chính là căn nguyên gây họa, mà nàng thật sự rất muốn chém đứt căn nguyên này. Mũi dao chế về phía bụng Hạ Thiên, mà cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, tất cả chui vào trong người hắn, điều này không khỏi làm y tiểu âm ngây dại không phải y tiểu âm không muốn đâm hạ thiên vào dao, thật sự là nàng thường hay mơ có thể chọc 18 lỗ trên người hắn. Nhưng nàng biết khả năng đó là rất nhỏ, với năng lượng của hắn, nàng muốn làm hắn bị thương là không thể. Nhưng bây giờ nàng chợt phát hiện mình đơn giản đâm hắn một đao, điều này, đây không phải quá không bình thường đấy chứ. Y tiểu âm chợt ngây người, nàng cũng quên rút đau về, trong đầu rối loạn, giống như không biết làm thế nào mới tốt khi y tiểu âm còn đang chưa biết nên làm sao thì âm thanh của hạ thiên đã truyền vào trong tai. Vợ y y, dùng dao tấn công chồng cũng không tốt. Cậu, cậu, y tiểu âm nhìn hạ thiên, nàng trừng mắt, lúc này hạ thiên vốn đang ngu rất ngon cũng mở mắt, nhưng nhìn bộ dạng của hắn cũng không giống như vừa bị đâm một đao. Không đúng, sao không có máu? Y tiểu âm chợt cảm thấy không đúng, tên khốn kia vừa bị nàng đâm một đao, sao không có chút máu nào chảy ra? Y Tiểu Âm rút đao ra, nhưng sau đó nàng chợt thấy vấn đề, vì lúc này cây đao căn bản chỉ còn lại phần cán, phần lưỡi phía trước đã biến mất. "Cậu đứng lên, đừng ngủ trên người tôi." Y Tiểu Âm biết rõ mình vừa rồi không đâm vào người Hạ Thiên, vì vậy nàng nhanh chóng giống lên. "Vợ y y, đừng làm rộn, tôi rất mệt, muốn ngủ một lúc." Hạ Thiên ngáp một cái, hắn không mệt mới lạ, đầu tiên là chạy từ thủ đô về Giang Hải sau đó dùng sức chiến đấu với lãnh băng băng cả buổi chiều và đến tận tối sau đó lại chạy về thủ đô đừng nói là người thường dù là người sắt cũng chịu không nổi cũng may hắn không phải người thường mà cũng chẳng phải người sắt hắn có tiềm lực vô cùng vì vậy căn bản là vẫn sống chỉ có chút mệt mỏi mà thôi ai bảo cậu làm loạn y tiểu âm rất tức giận tên khốn này tưởng nàng là loại phụ nữ muốn làm gì thì làm sao ngủ trên người nàng còn thoải mái như vậy à cậu đứng lên cho tôi. Y tiểu âm vung bàn tay phấn đánh Hạ Thiên, nhưng nàng lúc này mới nhớ, bây giờ nàng khá mạnh, căn bản không cần giao làm gì. Một quyền vung lên, Hạ Thiên biến mất, ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở bên cạnh và âm thanh bất mãn vang lên bên tai Y tiểu âm. Vợ Y Y, dùng dao đâm chồng là bị phạt, vì vậy tôi muốn phạt chị ngủ chung, không cho phép làm loạn. Y tiểu âm thật sự không thể làm loạn, không phải nàng không muốn mà thật sự không thể làm gì được, vì nàng căn bản không nhúc nhích được ngoài bộ ngực còn phập phồng thì những nơi khác căn bản khó thể động đậy nhưng y tiểu âm cũng không hét lên vì nàng không muốn để a cửu lại thấy tình cảnh mình bị hạ thiên tra tấn nhưng khi hai tay hắn ôm lấy nàng mắt nàng chảy ra hai hàng lệ hạ thiên tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua nếu cậu còn làm nhục tôi tôi nhất định sẽ làm cậu y tiểu âm thầm thề nhưng nàng còn chưa thề xong thì bên tai đã chuyển đến tiếng ngáy nàng đảo mắt nhìn mà không khỏi ngây người Hạ Thiên đã ngủ. Tên khốn này làm trò gì vậy? Y tiểu âm không còn tức giận, nhưng trong lòng rất khó hiểu. Nửa giờ sau nàng cuối cùng cũng xác nhận một sự kiện, đó là tên khốn kia nói trừng phạt nàng cùng ngủ với hắn, không phải là nói chơi, điều này là sự thật. Nhưng ngủ theo lời hắn là thật sự ngủ, cũng không phải làm chuyện xấu như ý nghĩ của nàng. Tiểu thư, chỉ có bên trong không? Lúc này âm thanh của A Cửu vang lên bên ngoài. A Cửu, chị đang ngủ, em đừng vào. Y tiểu âm vội vàng nói, nàng cũng không muốn để A cửu thấy tình cảnh này giữa mình và Hạ Thiên. Tiểu thư, chị không thoải mái sao? A cửu có chút buồn bực. Không có gì, tôi qua mãi suy nghĩ mà không ngủ, bây giờ lại buồn ngủ. Y tiểu âm vội vàng lấy cớ. À, vậy thì được, tiểu thư, chị đi ngủ trước đi. A cửu không còn hoài nghi. Y tiểu âm nghe được tiếng bước chân đi xa của A cửu thì không khỏi thả lỏng cuối cùng cũng không để a cửu thấy mình và hạ thiên ở trong tình cảnh này nửa giờ sau tên khốn này sao còn chưa tỉnh một giờ sau đúng là heo hai giờ sau buồn ngủ quá y tiểu âm ngáp một cái ba giờ sau y tiểu âm đang ngủ sau đó lại ba giờ trôi qua lúc này đã năm giờ chiều hạ thiên đẩy cửa ra khỏi phòng y tiểu âm tiểu thư chị đã tỉnh rồi á à, sao lại là tên khốn anh anh đã làm gì tiểu thư a cửu tiến lên nghinh đón nàng tưởng rằng y tiểu âm đi ra nào ngờ lại thấy hạ thiên vì vậy mà tỏ ra giống như gặp đại địch chỗ này có cơm không hạ thiên nhìn a cửu rồi hỏi có cũng không cho anh ăn a cửu chứ giận nói như vậy à vậy tôi đổi chỗ ăn cơm hạ thiên duỗi lưng một cái sau đó hắn nhìn sang y tiểu âm cũng vừa ra khỏi cửa vợ y y tôi đi trước tôi sẽ về cùng ngủ với chị Cậu. Gương mặt y tiểu âm chợt đỏ ửng, nàng muốn phản bác nhưng Hạ Thiên đã nhanh chóng bước đi, căn bản không cho nàng cơ hội phản bác. Tất nhiên đây cũng là sự thật, y tiểu âm căn bản không thể phản bác, vì hôm nay nàng thật sự đã ngủ với Hạ Thiên. "Tiểu thư, sao lại thế này? Sao chị lại ngủ với tên khốn kia?" A à Cửu dùng ánh mắt khó tin nhìn y tiểu âm, nàng cũng không thể hiểu rõ tình huống. "A à Cửu, cũng không phải giống như những gì tên khốn kia nói đâu." Y tiểu âm rất bất đắc dĩ, vốn nàng cho rằng đợi đến khi Hạ Thiên tỉnh lại thì sẽ bỏ đi mà thần không biết quỷ không hay, a cửu cũng không biết chuyện này. Nhưng nàng không ngờ tên khốn nạn kia chẳng những dấu chuyện vừa xảy ra, hơn nữa còn nói ra rất rõ, điều này cũng làm nàng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể nói rõ những gì trải qua cho a cửu, vì nàng cũng không muốn để cho a cửu biết mình cam tâm tình nguyện nhào vào lòng hắn. Tiểu thư, tên khốn kia cũng không phải thứ tốt, cũng không có lòng tốt gì với chị cả. A cửu căm giận nói: Thôi bỏ, không nhắc đến hắn, nhắc đến thêm phiền. Y tiểu âm nói: Nàng thật sự không muốn nhắc đến Hạ Thiên. Bây giờ trong lòng nàng có chút phiền muộn, sự việc phát sinh hôm nay thật sự làm nàng khó tiếp nhận. Hắn đã ôm nàng ngủ cả ngày, mà nàng lại ngủ rất ngon. Sao y tiểu âm lại ngủ được? Ngủ trong ngực tên khốn làm nhục mình sao? Nhưng khốn nổi sự việc tưởng chừng khó thể đã xảy ra. Nhất định là tên khốn kia có động tay động chân. Y Tiểu Âm cuối cùng cũng chỉ an ủi mình như vậy mà thôi. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đang ở trong một nhà hàng cách Y Tiểu Âm khá xa, hắn đang hưởng thụ bữa tối bằng món Trung Quốc. Hạ Thiên không thích ăn mì nhưng lúc này lại bị mùi mì hấp dẫn, có thể thấy nơi đây có hương vị rất tốt. Nhưng mì trong này rất đắt, một tô vài trăm đồng, người đến đây ăn mì cũng không nhiều, ít nhất ngoài Hạ Thiên cũng chỉ còn một đôi tình nhân mà thôi. Khi mì đến trước mặt thì Hạ Thiên bắt đầu tấn công, vì hắn gọi những hai tô nhưng lúc này cặp tình nhân cũng sắp tan vỡ, vì bọn họ thấy Hạ Thiên nuốt hai tô mì như ăn táo, đồng thời bọn họ cũng uất ức, vì sao bọn họ vào kém tên kia chỉ vài giây mà đợi lâu thế này. Trong nhà hàng nhỏ này cũng có hai đầu bếp, nhưng tốc độ của hai người không thể sánh với sức ăn của Hạ Thiên, đến lúc này bọn họ cũng không quan tâm đến đôi tình nhân kia, ai bảo đến sau làm gì. Ông chủ, có thể làm cho chúng tôi hai tô mì được không? Mười phút sau cặp tình nhân đã chịu hết nổi, cô gái mở miệng nói. Không ưa, tôi còn thiếu 10 tô nữa. Hạ Thiên nói tiếp, hắn vừa ăn xong 10 tô, còn chưa đủ bổ sung thể lực. Quỷ đói đầu thai. Cô gái kia cuối cùng cũng không chịu được mà nói, quỷ đói đầu thai cũng không ăn đến mức như tên kia được. chương 1178, tối nay là ngày chết của mày. Cô mới là quỷ xấu đầu thai. Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô gái, quá khó coi, nhất định là quỷ xấu đầu thai này anh nói thế nào vậy cô bé kia càng giận này tất nhiên tôi nói với cô hạ thiên trả lời chẳng lẽ cô ngốc vậy sao anh cô gái nói hạ lưu lúc này tên bạn trai của cô gái cũng không còn giữ được bình tĩnh hắn đi về phía hạ thiên xin lỗi bạn gái tao ngay thằng điên hạ thiên trừng mắt nhìn tên thanh niên hắn mắng một câu rồi tiếp tục ăn mì con bà nó ông nhịn nãy giờ rồi nhé tên thanh niên thật sự đã nhẫn nhịn hạ thiên nãy giờ hắn đưa bạn gái đến đây định cùng nàng ăn mì sau đó đi mướn phòng làm chút việc vui vẻ nhưng hắn đợi mì quá lâu thật sự khó thể nhịn được tất nhiên nhịn sẽ nhục và không nhịn thì đục tên thanh niên đấm về phía hạ thiên nhưng nắm đấm còn chưa đến người hạ thiên lúc này hạ thiên đã hất một cái tô về phía tên thanh niên trong tô mì còn hơn nửa bát súp vì vậy tên thanh niên đáng thường bị nước súp nóng bỏng phả vào mặt hắn phát ra tiếng gào thê lương. Nếu không muốn mất đi dung nhan mặn mà thì mau đi bệnh viện đi chú em. Hạ thiên lười biếng nói một câu. Cô gái bên cạnh chợt sợ đến mức choáng váng, nàng còn tưởng rằng tên thanh niên đã bị hủy gương mặt, nàng vội chạy đến kéo tên thanh niên chạy ra khỏi tiệm mì. Mau, mau, chúng ta đi bệnh viện. Tên đầu bếp của tiệm mì cũng chợt sững sờ, không biết nên tiếp tục làm mì hay báo cảnh sát. Này, nhanh tay nhanh chân lên, tôi còn đang đói đây. Hạ Thiên lại thúc giục. Đám đầu bếp nghe lời thúc giục của Hạ Thiên và không còn do dự, tiếp tục chức trách của mình, còn chuyện báo cảnh sát, bọn họ cảm thấy tên thanh niên kia báo cảnh sát mới đúng. Nhà hàng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên, lúc này có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng nơi đây kinh doanh rất nóng, lúc này so ra còn tốt hơn bình thường. Tiệm mì vắng vẻ tất nhiên rất tốt với Hạ Thiên, ít nhất bây giờ hắn có thể ăn mì mà không ngại có kẻ quấy dày. Hừ, ăn chưa no nhưng chán rồi, tính tiền đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng không ăn hết 20 tô, hắn ăn đến tô thứ 18 thì gọi người tính tiền. Sau khi tính tiền mì thì Hạ Thiên không nhanh không chậm đi ra khỏi nhà hàng, lúc này lại xuất hiện một người, tên này đi theo phía sau Hạ Thiên. Hạ Thiên đi đến một góc đường thì quay lại hỏi: "Này, thằng ngu, đi theo anh làm gì?" Đi theo Hạ Thiên nãy giờ là một tên đàn ông cao gầy mặc áo khoác, hai tay tên này luôn đút vào túi áo lúc này hắn nghe thấy hạ thiên hỏi thì ý thức hành động theo dõi của mình đã bại lộ nhưng hắn cũng không kinh hoàng cũng không nói gì chỉ dùng hành động để tra lời hạ thiên hắn rút hai tay ra đùng 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 hai cây súng xuất hiện trên tay tên đàn ông hắn giơ súng lên xả kích hạ thiên không chút do dự bây giờ sát thủ càng lúc càng khoa trương thì phải hạ thiên có chút buồn bực tên sát thủ chết tiệt này không biết tìm chỗ ám sát sao Việc gì phải tìm chỗ đông người thế này. Nếu bây giờ hắn né đạn thì chẳng phải sẽ bị người ta phát hiện đang giả vờ bị thương sao? Thôi thì giả vờ lần cuối. Hạ Thiên nó với mình như vậy rồi bỏ chạy như điên. Tất nhiên tốc độ chạy như điên của hắn bây giờ rất bình thường. Hắn vừa chạy vừa hô cứu mạng, giết người. Đùng, đùng, đùng. Tên sát thủ quyết định phải giết chết Hạ Thiên. Vì vậy hắn liên tục đuổi theo, liên tục nổ súng. Á, á chạy bà con ơi những tạp âm liên tục vang lên lúc này con đường trượt hỗn loạn ai cũng tránh né không muốn vạ lây thằng ngu này còn nhiều đạn quá hạ thiên vừa chạy vừa thầm nói trong lòng có chút khó chịu đúng là không thể tưởng có ngày hắn phải rơi vào tình cảnh này dù chỉ là giả vờ nhưng quá mất mặt két một âm thanh xe thắng gấp vang lên bên tai sau đó hạ thiên nghe thấy một âm thanh lên xe cương ơi hạ thiên quay đầu nhìn một chiếc xe dừng lại ven đường, cửa sau mở ra, một người phụ nữ không bia tên đang phất tay với hắn. Tuy Hạ Thiên có chút buồn bực nhưng vẫn chạy về phía chiếc xe, hắn cũng không muốn tiếp tục chạy ngoài đường. Hắn nhanh chóng chui vào trong xe, đóng cửa, xe cũng nhanh chóng lên ga vọt đi. Hạ Thiên nhìn về phía ghế tài xế, là một tên đàn ông, ngồi phía sau là một cô gái hơn 20, ít nhất cũng không xấu như cá xấu, nhưng nhìn thì biết ngay hai bên không quen nhau thì ra hô cứu mạng thật sự được cứu. Hạ Thiên lầm bầm nói. Hạ Thiên, chào anh, tôi là Mina, tiểu thư bảo chúng tôi đến giúp anh. Cô gái nở nụ cười thản nhiên rồi cười rũi bàn tay trắng nõn với Hạ Thiên. Cô biết tôi. Hạ Thiên có hơi thất vọng, thì ra người này đến cứu vì quen biết mình, không phải thấy việc nghĩa rút sao tương trợ. Hạ Thiên nhìn bàn tay nhỏ xinh của Mina mà đưa tay bắt chặt rồi nói. Tiểu thư của cô là ai nhỉ? Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì đã nhíu mày, trong lòng buồn bực vì hắn cảm thấy có cây châm nhỏ đâm vào tay mình. Chất gây mê, mình nên giả vờ bất tỉnh." Hạ Thiên thầm nói, sau đó hắn ngáp một cái. "Ủa, sao buồn ngủ vậy nhỉ? Ngủ chút nhé." Hạ Thiên thấy mình có phú diễn trò, hắn nhanh chóng rơi vào hôn mê. Nhưng ngay sau đó hắn lại buồn bực, sau khi hắn hôn mê thì cô gái kia còn chưa bỏ qua, còn đâm vài châm lên người hắn, chỉ sợ hắn tỉnh lại vậy. Tất nhiên tất cả những thứ gây mê này đều bị Hạ Thiên hấp thu sạch sẽ, đối với hắn thì chẳng có ảnh hưởng gì, hắn sở dĩ còn hôn mê vì muốn biết Mina là người của ai, hắn ý thức được một kẻ địch đã bị mình dụ ra. Xem ra hô cứu mạng có tác dụng lớn. Hạ Thiên lúc này lại cảm thấy thư thái, không còn quá bức bối. Nửa giờ sau Hạ Thiên vẫn hôn mê, vẫn để mặc cho cô gái kia thích làm gì thì làm, tất nhiên nếu cô ta mà chiếm tiện nghi của hắn, hắn nhất định sẽ không thể nhẫn nhịn nhưng cô nàng này không cưỡng bức hắn chỉ lôi hắn vào kho hàng sau đó tiêm vào hắn đủ thứ gì đó mà hắn phát hiện ra tất cả đều là thuốc độc sau khi tiêm vào người hạ thiên một mớ thuốc độc thì cô gái này dùng xiềng xích khóa hạ thiên lại cố định hắn trên ghế kim loại mà chiếc ghế kia cũng đã được cố định dưới đất cuối cùng cô gái còn đặt lên người hắn một trái bom hạ thiên chợt có chút hưng phấn xem ra đối phương có thâm cửu đại hận với mình mà lần này hắn đến đây cũng không tệ cũng không biết vị tiểu thư kia khi nào mới xuất hiện. Tiểu thư, đã sắp xếp xong, chỉ có thể vào được rồi. Đúng lúc này Hạ Thiên nghe thấy cô gái Mina kia gọi điện thoại, vài phút sau Hạ Thiên nghe thấy tiếng bước chân. Tiểu thư, bây giờ phải cẩn thận, tên này đã bị em tiêm độc tố, cơ năng sẽ nhanh chóng hư hao, tay chân cũng bị xích lại, không thể vùng ra. Đồng thời em còn gài sẵn bom, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hắn nổ tung, không có vấn đề gì mina còn nói thêm làm rất tốt một âm thanh nhàn nhạt vang lên tuy thủ đô có tin đồn hắn bị thương nhưng cẩn thận là tốt nhất hắn không phải người bình thường chúng ta cần phải có đảm bảo không thì khó thể yên tâm hạ thiên nghe được âm thanh này thì chợt ngây người hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải cứu tỉnh hắn lại người này nói thêm vâng tiểu thư mina lên tiếng sau đó hạ thiên thấy mình bị đâm vài châm vài giây sau hắn phối hợp mở mắt ra Ủa, đây là nơi đâu? Hạ Thiên tỏ ra hồ đồ, hắn nhìn bốn phía, trong kho hàng ngoài hắn thì còn có năm người, trong đó có hai người quen là Mina và tên tài xế, còn có hai nam một nữ. Khi thấy người phụ nữ kia thì Hạ Thiên mới nhớ vì sao lúc này nghe giọng nói của nàng và cảm thấy quen thuộc, vì hắn đã từng gặp nàng. Hạ Thiên, không ngờ có ngày này chứ gì. Người phụ nữ kia dùng ánh mắt cừu hận và đắc ý nhìn Hạ Thiên. Chúng ta đã chờ vài tháng, cuối cùng cũng có cơ hội này. Đúng vậy, tôi cũng chờ cơ hội này. Hạ Thiên lầm bầm. Này, hình như cô là Masako Kimura. Cô không phải là sinh viên sao? Tôi hình như không có thủ oán gì với cô thì phải. Người này không ngờ chính là Masako Kimura ở thành phố Giang Hải. Trước kia Hạ Thiên từng gặp nàng một lần, cũng không có gì ấn tượng với nàng. Bây giờ hắn mới chợt ý thức vấn đề, Masako Kimura này cũng không đơn giản. Hạ Thiên, Mày hủy diệt tất cả mọi thứ của tao, hầu như tất cả người thân của tao đều chết trong tay mày, mày nói xem không có thủ được sao?" Masako Kimura nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. "Vài tháng qua tao luôn tìm cách báo thù, tao muốn cho mày cảm giác mất đi người thân, đáng tiếc là đám đàn bà của mày luôn may mắn, tao đã bỏ ra nhiều cơ hội nổ chết chúng nó. Nhưng đàn bà của mày may mắn còn mày thì không, đêm nay sẽ là ngày chết của mày." Chương 1179, cô không còn cách nào làm quỷ đâu. Thì ra chính là đám ngu ngốc các người muốn giết chết vợ tôi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Masako Kimura. Tôi đúng là may mắn, đi ăn một bữa mà có thể tìm ra được đám ngu ngốc các người. May mắn sao? Masako Kimura dùng ánh mắt si ngốc nhìn Hạ Thiên. Ha 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 ha. Masako Kimura cười đến mức run cả người, bây giờ nàng vừa đắc ý vừa hưng phấn. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được, vì nàng đã mất vài tháng, bây giờ cuối cùng cũng có thể báo thù, sao nàng không vui sướng cho được. Đừng cười, giọng cười của cô rất khó nghe, cười như gà mái. Hạ Thiên dùng giọng không vui cắt đứt tiếng cười của Masako Kimura. Hạ Thiên, mày muốn chết sao? Bên cạnh vang lên âm thanh tức giận, người này cũng không xa lạ gì Hạ Thiên chính là tên Hàn Quốc, Kim Dân Hạo, hắn vọt đến cho Hạ Thiên một bạt tay. Dừng tay, Masako Kimura chợt gào lên với Kim Dân Hạo. Kim Dân Hạo chừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó thu tay và quay về. Masako Kimura tiến đến gần Hạ Thiên thêm vài bước. Hạ Thiên, mày biết không, vài tháng qua tao không giây phút nào không nghĩ đến tình cảnh sẽ tra tấn mày. Tao không muốn hắn đánh mày vài tát, cũng vì tao muốn tự mình tra tấn mày, tuy bây giờ mày chết chắc rồi, nhưng tao cũng không để mày chết dễ dàng như vậy. Trong mắt Masako Kimura bùng ra hận ý nồng đập, nàng nói tao muốn băm vằm mày ra thành trăm ngàn mảnh sẽ lọc bỏ từng miếng thịt trên người mày sẽ muốn đưa những hình ảnh mày bị tra tấn cho đám đàn bà kia sau khi mày chết tao cũng sẽ tra tấn đám chúng nó tao muốn cho mày chết cũng không được nghỉ ngơi không có chút sáng ý anh cũng không cần dùng biện pháp này để tra tấn các chú hạ thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn masako kimura này con đàn bà ngu ngốc anh hỏi cô cô rốt cuộc là ai Masako Kimura không nói gì mà vung tay tắt Hạ Thiên. Á, à, một tiếng rên lớn vang lên, Masako Kimura bắn ngược ra phía sau. Hầu như cùng một khoảng thời gian, bốn người nữa cũng nhanh chóng ngã xuống, gồm Mina và Kim Dân Hảo và hai người khác, bọn họ đều ngã xuống đất không chút dấu hiệu nào. Mày, sao mày có thể? Masako Kimura bò lên khỏi mặt đất, nàng dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Hạ Thiên. Vốn Hạ Thiên đã chắc chắn sẽ phải chết và không thể trốn thoát, lúc này hắn đang đứng rất ung dung, còn xiềng xích cũng đã bắn ra, không thấy tăm hơi. Ngu ngốc, nếu không phải anh muốn dụ các người ra, các người nghĩ rằng anh dễ bị bắt vậy sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Masako Kimura. Các người cũng giống như đám CIA ngu ngốc, đều đã tìm cách đối phó với anh đây, nhưng các người còn ngu ngốc hơn bọn họ, dám đánh vào mặt anh. Hừ. Mặt anh chỉ có thể cho vợ và thần tiên tỷ tỷ ve vuốt mà thôi, sao có thể để cho loại đàn bà như cô sờ vào. Masako Kimura chợt lấy ra một thứ gì đó rồi ấn ấn vài lượt, nhưng đáng tiếc là không có chút phản ứng nào. Thứ này tất nhiên là điều khiển từ xa, nhưng Masako Kimura thật sự không biết, khoảnh khắc khi hạ thiên vùng ra đã vô hiệu hóa quả bom, bây giờ dù có điều khiển từ xa cũng vô dụng. Anh cũng không muốn hỏi các người làm gì cho mệt, dù sao các người cũng nhanh chóng nói cho anh biết thôi miên cho nhanh. Hạ thiên lấy ngân châm đâm vào trong người Masako Kimura. Ngân châm vừa đâm vào người Masako Kimura thì hạ thiên chợt cảm thấy có gì đó là lạ, hắn khẽ ổ lên, sau đó chụp lấy cổ tay Masako Kimura. Vài giây sau hạ thiên buông Masako Kimura ra rồi tỏ ra bừng tỉnh. Thì ra cô không phải người Nhật, này, sao cô lại giả vờ là người Nhật, ôi, trước kia có người nào đó nói ở Nhật có một dàn diễn viên phim chuồng heo, không phải cô muốn sang đó tham gia đóng phim đấy chứ? Hạ Thiên không đợi Masako Kimura trả lời mà lắc đầu, bộ dạng có chút đồng tình. Lý ra các người thật đáng thương, không phải kẻ ngu cũng là thằng què, cô nhìn khá bình thường mà lại thích đi đóng phim heo, sống vậy mà làm gì? Sao không đi tìm chết cho rồi? Lúc nãy Ngân Trâm vừa tiếp xúc với cơ thể của Masako Kimura thì Hạ Thiên chợt phát hiện cấu tạo khác biệt của cơ thể nàng với người thường, sau đó hắn tiếp tục làm kiểm tra, chợt phát hiện ra nàng có cấu tạo cơ thể giống với đám người Lý Minh Hiên. Điều này làm hắn xác nhận thân phận thật sự của Masako Kimura, đồng thời cũng hiểu vì sao Masako Kimura lại tìm mình báo thù. Hạ Thiên, dù tao có thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày. Masako Kimura nghiến răng nghiến lợi nói. À, vậy thì đáng tiếc, thần tiên tỷ tỷ nói trên đời không có quỷ, vì vậy cô cũng không thể nào thành quỷ. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn lấy ngâm chân đâm lên người Masako Kimura, bây giờ hắn không muốn chậm rãi hỏi cung, chỉ muốn dùng ngân châm thôi miên cho nhanh. Thôi miên không những nhanh mà còn rất đáng tin cậy, không lo lắng đối phương sẽ nói dối. Đồng thời điều quan trọng nhất là thôi miên có thể làm cho đối phương phải nghe lời, không có bất kỳ hành vi chống đối. Cô tên gì? 10 phút sau Hạ Thiên bắt đầu hỏi Masako Kimura. Bây giờ tôi là Masako Kimura, trước đó là Lý Nhã. Masako Kimura trả lời, là cô muốn gài bom tiểu nha. Hạ Thiên tiếp tục hỏi, là tôi. Masako Kimura, không, phải nói là Lý Nhã tiếp tục thành thật trả lời. Là cô cho người tông xe vào chị Hinh Hinh. Hạ Thiên tiếp tục truy vấn. Lần này Lý Nhã cũng cho ra đáp án khẳng định. Sau đó Hạ Thiên hỏi rất nhiều chuyện, Lý Nhã trả lời rõ ràng, hắn đã hoàn toàn xác định, đám người muốn chơi bom các bà vợ hắn ở Giang Hải chính là Lý Nhã này lý nhã cũng không phải chỉ làm như vậy nàng âm thầm lập tổ chức trong tổ chức này ai cũng là kẻ có thủ oán với hạ thiên bây giờ nàng đang lãnh đạo tổ chức này báo thù hạ thiên thực tế nàng nhiều lần tiếp cận thành công không thể không nói nàng rất thông minh thấy cô thông minh tôi cũng tạm thời bỏ qua hạ thiên thầm nói tuy hắn thật sự rất muốn tra tấn người phụ nữ này sau đó xử lý cho xong nhưng vì phương án vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời hắn quyết định giữ lại một mạng cho lý nhã để đối phương làm cho mình chút chuyện. Hủy diệt tổ chức của cô, xử lý tất cả đám người Lý ra còn sót lại, sau đó tự cô sang Mỹ xử lý luôn tên Lý Minh Nhân ngu mốc kia, cuối cùng tự xử lý bản thân. Hạ Thiên ném cho Lý Nhã một mệnh lệnh như vậy. Vâng, Lý Nhã nhìn có vẻ thanh tĩnh nhưng thực tế đã hoàn toàn bị Hạ Thiên khống chế, tất nhiên sẽ hoàn toàn làm theo lệnh của hắn, có thể thấy tương lai tổ chức nàng tự tay thành lập, cũng sắp bị hủy diệt trong tay nàng. Màn đêm buông xuống, hạ thiên đứng bên ngoài kho hàng hắn có chút buồn bực nơi này có chút hoang vu hình như hắn lại lạc đường lý nhã đã lĩnh mệnh bỏ đi bốn tên còn lại đã trở thành kẻ chết hạ thiên đang suy xét xem nên xử lý bốn tên kia thế nào hắn cũng không muốn lãng phí hóa thi phấn trên người bọn họ nhưng hạ thiên nhanh chóng vượt ra khỏi cảm giác bức bối nhanh chóng trở nên hưng phấn vì hắn phát hiện mình rất có thể không cần tiếp tục giả vờ bị thương vì cia đã bị hắn cơ bản giải quyết Lý Nhã phiền phức cũng bị thu phục, bây giờ hắn hầu như không cần tiếp tục giả vờ bị thương, coi như thoát khỏi cảm giác bực bội. Trước tiên điện thoại cho vợ tóc vàng, để chị ấy quay về. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó điện thoại cho Mộc Hàm. Mộc Hàm nhanh chóng nhận điện thoại. Chồng, làm sao vậy? Vợ, tôi đã giải quyết đám người Lý Gia chuyên gây rối các bà vợ ở thành phố Giang Hải rồi. Hạ Thiên nhanh chóng nói ra sự việc liên quan đến Lý Nhã chừng nào thì chị quay về. Chồng, tôi đang ở Singapore, vài ngày nữa sẽ quay lại. Mộc Hàm suy nghĩ rồi trả lời. Mộc Hàm chợt dừng lại một lúc rồi đề nghị. Chồng, cậu nói Mỹ Nhi đến xử lý những người kia đi. Được rồi, tôi sẽ điện thoại cho vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ, mình nên tiếp tục bồi dưỡng cảm tình với vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên cúp điện thoại và gọi cho Mỹ Nhi. Gì vậy? mị nhi nhận điện thoại nhưng giọng điệu không đáng yêu như mộc hàm vợ mị nhi tôi vừa xử lý vài người hạ thiên trả lời cậu xử lý vài người thì có gì là kỳ quái mị nhi tức giận nói không có gì kỳ quái nhưng vợ mị nhi chỉ có thể tìm vài người đến xử lý được không hạ thiên cười hì hì nói ở đâu mị nhi tức giận hỏi vợ mị nhi tôi cũng không biết nói cách khác tôi đang lạc đường Hạ Thiên nghiêm trang nói: "Vì vậy chỉ cần phải làm một chuyện, đó là tìm đến với tôi, sau đó đưa tôi về nhà." "Tôi không muốn quản chuyện của cậu." Mị Nhi tức giận nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Mị Nhi quyết định không hề chủ động hiện ra trước mặt tên Sắc Lang Hạ Thiên, để miễn cho đối phương cưỡng hiếp. Tất nhiên nàng cũng không phải mặc kệ Hạ Thiên, vì vậy chưa đến 10 phút sau người ám tổ đã xuất hiện trước mặt hắn, nhưng Mị Nhi không đến. Vợ Mị Nhi chị dám mặc kệ tôi, nhưng tôi không thể mặc kệ chị, chị khóc đến thì tôi đi qua. Hạ Thiên trước đó có chút buồn bực, nhưng sau đó hắn lầm bầm một câu, hắn biết vị trí của ám tổ ở chỗ nào, vì vậy mà biến mất trong màn đêm. Ngược lại đám người ám tổ có chút buồn bực, vị tổ trưởng này không phải đang bị thương sao? Thế nào lại chạy nhanh như vậy? Mà đám người này cũng có chất tự ti, tổ trưởng bị thương mà còn lợi hại như vậy, xem ra cách biệt giữa hai bên là quá lớn. Hạ Thiên không giấu giếm thực lực đã không còn gì cố kỵ mà bỏ vài phút chạy về căn cứ ám tổ, sau đó tìm đến chỗ Mị Nhi. Sao cậu lại đến đây? Khi thấy Hạ Thiên thì Mị Nhi thật sự bất ngờ nhưng không chút vui sướng. Chương 1180, buổi tối sẽ về nhà. Vợ Mị Nhi, đến tối rồi, tôi phải về nhà chứ. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Đàn ông đến tối mà không về nhà thì chẳng phải là đàn ông tốt, tôi là đàn ông tốt vì vậy đến tối phải về nhà mị nhi thật sự không nhịn được mà trừng mắt nhìn hạ thiên cậu không phải là đàn ông tốt vì đây đâu phải nhà cậu dù mị nhi không có nghiên cứu về đàn ông cũng biết hạ thiên không phải là đàn ông tốt loại đàn ông lang nhang thế này mà tốt sao chưa nó đâu xa chỉ trong căn cứ ám tổ này hắn đã có ý với mộc hàm nếu hắn là đàn ông tốt sợ rằng trên đời này đầy đàn ông tốt vợ mị nhi nói đúng tôi không phải là đàn ông tốt tôi là đàn ông tốt nhất. Hạ Thiên gật đầu. Đàn ông tốt cũng không đủ để miêu tả tôi đây. Mị Nhi không nói gì, người này có lòng tự tin quá mạnh mẽ, hay ra mặt dày như đít phoi. Sốt của cậu đến đây làm gì? Mị Nhi không muốn tiếp tục tranh luận với Hạ Thiên. Vợ Mị Nhi, tôi đã nói rồi mà. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Mị Nhi. Tôi về nhà ngủ. Tôi cũng đã nói rồi, chỗ này không phải nhà của cậu, mà là ký túc xá của tôi." Mị Nhi tức giận nói, "Chỗ nào có vợ thì chỗ đó là nhà tôi. Vợ Mị Nhi, nhà của chị, tất nhiên cũng là nhà tôi." Hạ Thiên nói với lý lẽ hùng hồn, "Tôi không phải." Mị Nhi thiếu chút nữa đã nói mình không phải là vợ của Hạ Thiên, nhưng nàng mới nói một nửa đã nuốt câu nói trở về, vì nàng chợt ý thức mình cũng không muốn nói ra những lời như vậy. Cuối cùng nàng dùng giọng lòng vòng nói, Hư, tôi cũng không muốn quản cậu." cậu muốn làm gì thì cứ tự nhiên nếu cậu ngủ ở đây tôi sẽ đi chỗ khác hạ thiên lập tức đón lời vợ mị nhi tôi thật sự muốn làm gì cũng được sao tôi đã nói rồi cậu không nghe thấy gì sao mị nhi hừ một tiếng mị nhi vừa dứt lời thì đã thấy vòng eo bị siết chặt nàng bị hạ thiên ôm vào lòng có tin tôi đuổi cậu ra ngoài không mị nhi có chút tức giận vợ mị nhi chị vừa nói tôi thích làm gì thì làm tôi muốn ôm chị vì vậy mới làm hạ thiên tỏ ra vô tội sau đó hắn tháo kính dâm của mỹ nhi xuống hạ thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của mỹ nhi trong mắt hắn có chút si mê giọng điệu trượt như mộng như ảo vợ mỹ nhi tôi muốn hôn chị không cho phép mỹ nhi lập tức kháng nghị nhưng nàng vừa nói được vài chữ thì đã không thể nào nói được nữa vì làn môi của nàng đã bị hạ thiên ngậm chặt hạ thiên khẽ mút chiếc lưỡi thơm tho của mỹ nhi hơn nữa còn cố gắng ép chặt dù mỹ nhi không phản kháng nhưng cũng không hùa theo nàng chỉ cố gắng tránh né lúc đầu hai người chơi trò mèo vần chuột nhiều cơ hội bắt được nhưng lắm lúc chạy thoát điều này làm hạ thiên cảm thấy rất vui vẻ không biết bao lâu thì mỹ nhi dùng sức đẩy hạ thiên ra vì trước đó nàng có vẻ phối hợp hạ thiên cũng không ngờ bị nàng đẩy ra vì thế mới có chút bất ngờ nếu cậu tiếp tục ở lại tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu mị nhi dùng ánh mắt tức giận nhìn hạ thiên lúc này gương mặt trắng nõn có hơi đỏ ửng trong lòng mị nhi có chút bất đắc dĩ nàng phát hiện mình thật sự khó thoát thủ đoạn của hạ thiên bây giờ nàng nói không quan tâm đến hắn sợ rằng cũng khó có bao nhiêu tác dụng vợ mị nhi chị đừng nhỏ mọn như vậy hạ thiên cười hì hì nói cậu còn nói tôi nhỏ mọn mị nhi chợt bùng nổ sao tôi lại nhỏ mọn tôi đã bị cậu ôm cậu hôn bị cậu xem sạch cậu ôm và hôn tôi cậu nghĩ rằng tôi rất vì tiện sao cậu còn nói tôi keo kiệt nếu cậu còn nói như vậy cũng đừng đến gặp tôi nhưng tôi là chồng chị chị phải hào phóng chút chứ hạ thiên ra vẻ vô tội cậu còn chưa phải là chồng tôi mị nhi tức giận nói đừng tưởng rằng tôi cho cậu chiếm chút tiện nghi tôi sẽ là người của cậu vợ mị nhi chỉ có thể tức giận nhưng không thể không thừa nhận chẳng phải là vợ tôi Hạ Thiên có chút mất vui. Nếu chị còn tiếp tục không thừa nhận, tôi sẽ tét đít chị. Tôi không thừa nhận đấy, cậu đánh đi, đánh chết đi. Mị Nhi tức giận nói, trong lòng nàng rất bực bội, điều này triệt để làm nàng phát tiết. Thực tế Mị Nhi cũng không phải phản cảm Hạ Thiên, cũng không phải chán ghét làm phụ nữ của hắn. Nếu nàng thật sự không có hảo cảm với Hạ Thiên, nàng sẽ chẳng chạy đến cố ý bảo vệ khi biết tin hắn bị thương điều làm nàng không thoải mái chính là hắn luôn thỉnh thoảng dùng thủ đoạn cưỡng chế mình làm nàng sinh ra cảm giác giống như bị ép buộc phải biết rằng mị nhi là phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo đã từng có thời điểm nàng cho rằng trên đời này không có người đàn ông nào mạnh bằng mình nhưng sau khi gặp mặt hạ thiên tất cả đều thay đổi trước mặt hắn thì cảm giác hùng mạnh của nàng biến thành hư ảo chợt trở nên trói gà không chặt biến hóa như vậy làm mị nhi cực kỳ không thích ứng mà hạ thiên áp sát cũng làm nàng không thích ứng sâu trong lòng nàng luôn có một bóng tối, nàng luôn cảm thấy mình bị ép ở cùng một chỗ với hắn, mà tự tôn của nàng không cho phép mình làm như vậy. Cũng vì như thế mà nàng cảm thấy dù bây giờ nàng có cảm giác khác với hắn, nàng vẫn muốn giữ khoảng cách với hắn. Hạ thiên nhìn Mỹ Nhi, chợt có chút sững sờ, hắn giơ tay lên muốn tát lên mông nàng, nhưng hắn lại không nỡ. Vì vậy hắn vung tay lên một lúc lâu, cuối cùng lại hạ xuống nói. Vợ Mỹ Nhi, Tôi thấy tâm tình của chị hôm nay không được tốt, tôi tạm thời không đánh chị, lần này giữ lại, nếu lần sau chị còn nói mình không phải là vợ tôi, tôi sẽ cộng dồn lại. Cậu muốn đánh thì cứ đánh ngay bây giờ, tôi cũng muốn nói rõ ràng với cậu. Nghị Nhi hừ một tiếng. Tôi không muốn biết những người phụ nữ khác nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng không muốn bị người khác ép buộc, nếu cậu thật sự xem tôi là vợ, trước khi tôi trở thành vợ chính thức của cậu, sau này cũng đừng làm như vậy trước mặt tôi vợ mị nhi đêm nay chị làm sao sao lại không được như bình thường hạ thiên có chút kỳ quái bây giờ tôi rất bình thường chỉ là cậu không bình thường mị nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn hạ thiên sau này cậu đứng trước mặt tôi cậu muốn làm gì đó thì phải hỏi tôi có đồng ý hay không nếu cậu cưỡng ép và không cho tôi cơ hội phản đối tôi sẽ dứt khoát chết cho cậu xem đợi đến khi tôi chết đi để xem cậu muốn thế nào hạ thiên chợt ngẩn ngơ vợ mị nhi giống như bị điên thế này nói một câu đi cậu có đồng ý không đồng ý thì ở lại không thì đi ra đừng ở trong phòng tôi mị nhi nhìn hạ thiên giọng điệu rất kiên quyết vợ mị nhi tôi đồng ý là được hạ thiên lập tức đồng ý nóng vội sẽ không tìm được vợ tốt muốn tìm được vợ tốt quả nhiên không nên nóng vội vợ mị nhi giống như vợ băng băng trước đó không thể làm quá nhanh nếu không vợ sẽ rông mất hạ thiên thấy bây giờ băng băng đối với mình rất tốt vì thế hắn cũng cảm thấy nên tạm thời thỏa hiệp với vợ mị nhi sau này vợ mị nhi sẽ tốt với hắn như vợ băng băng mị nhi thấy hạ thiên đồng ý sảng khoái như vậy thì cảm giác tức tối cũng tiêu tan không ít nàng bắt đầu cảm thấy người này cũng không phải loại người không chịu nói đạo lý có lẽ hắn như thế này cũng vì thói quen vì mộc hàm cứ để mặc hắn thích làm gì thì làm vì vậy hắn sinh thói thích làm gì thì làm đối với người nào cũng như người nào Đến tối tôi mới ngủ, nếu cậu muốn ngủ thì cứ đi ngủ trước, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất." Mị Nhi lúc này mở miệng nói, giọng điệu hòa hoãn hơn rất nhiều. "Vợ Mị Nhi, thật ra bây giờ tôi cũng không muốn ngủ." Hạ Thiên trả lời. "Vậy cậu lên mạng hay xem TV đi." Mị Nhi thản nhiên nói. "Tôi muốn luyện công." "À, vợ Mị Nhi, chị nhắc tôi mới nhớ, tôi có một môn võ công tâm pháp muốn dạy cho chị, lần trước định dạy cho chị ở khách sạn" nhưng bị đám ngu ngốc kia ngăn cản, sau này chỉ cũng chạy đi mất, tôi cũng quên. Hạ Thiên vội vàng nói, Mị Nhi nhíu mày, nội công tâm Pháp mới, nhưng theo tôi biết thì nội công tâm Pháp không tùy tiện thay đổi, đổi lại thì giống luyện lại từ đầu. Dưới tình huống bình thường thì không tùy tiện thay đổi, nhưng lần này không đổi không được. Vợ Mị Nhi, trước kia tôi chỉ dạy chị nội công tâm Pháp bình thường, trước đó thần tiên tỷ tỷ có nói, nếu muốn chính thức trở thành người tu tiên thì phải tu luyện tâm pháp riêng, vì thế tôi muốn dạy chị tâm pháp tu tiên, như vậy sau khoảng thời gian nữa chị sẽ là tiên nữ." Hạ Thiên nhanh chóng nói. "Tu tiên? Mị Nhi càng lúc càng mơ hồ. Cậu rốt cuộc nói gì vậy?" Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi bừng tỉnh. "À, vợ Mị Nhi, tôi hình như chưa nói với chị một vấn đề, bây giờ tôi nói, thật ra chúng ta bây giờ đã không phải người thường." Hạ Thiên mất hơn một giờ mới giới thiệu cho Mị Nhi biết cái gì gọi là tu tiên, mà hắn cũng nói ra sự kiện về Thanh Phong Sơn với thần tiên tỷ tỷ. Hắn cảm thấy nên nói chuyện giữa mình và thần tiên tỷ tỷ cho các bà vợ khác biết, dù sao sau này thần tiên tỷ tỷ cũng sẽ xuống núi, mọi người sẽ cùng sống chung trong vui vẻ. Mị Nhi nghe xong thì chợt sững sốt, sau đó mới hỏi một câu. Ý của cậu là, sau này chúng ta sẽ sống rất lâu, thanh xuân vĩnh trú, trường xanh bất lão. Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi, chị sẽ mãi mãi là vợ xinh đẹp của tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Trừ chúng ta ra, ý của tôi là, theo như những gì cậu nói thì ngoài tô tiểu thư cùng với những người phụ nữ kia của cậu, ngoài bọn họ ra, trên đời này còn người tu tiên nào không? Mỹ Nhi suy nghĩ rồi hỏi, nàng cảm thấy chuyện này rất quan trọng, không phải đối với cá nhân nàng, mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với ám tổ và một số người khác. Chương 1181, làm chuyện quan trọng nhất của tôi. Vốn Thần Tiên tỷ tỷ có nói, thế giới này không thích hợp tu tiên, nếu không có nghịch thiên bát châm trợ giúp thì căn bản rất khó có người tu tiên thật sự. Tôi cũng cho rằng là như vậy, ngoài chúng ta ra thì không còn người tu tiên nào khác. Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng trước đó tôi lại phát hiện ra trên đời này còn có người tu tiên, còn có một kẻ tên là Viên Thiên Chính, cũng còn hai tên nữa không biết là ai còn có kẻ nào khác hay không thì đúng là không rõ ràng những người này chẳng phải là tai họa ngầm sao mỹ nhi chợt căng thẳng nếu có loại người này thì chứng tỏ trên đời vẫn còn những tên có năng lực phá hoại giống hạ thiên điều này làm nàng muốn bắt những tên kia lại vợ Mị nhi chị đừng lo lắng hạ thiên vội vàng an ủi tên viên thiên chính kia đã bị tôi phế bỏ còn hai tên kia tôi sẽ tìm ra bọn họ nếu bọn họ đám gây phiền toái cho chị tôi sẽ xử lý bọn họ hạ thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục bổ sung thật ra vợ mị nhi đám người tu tiên kia cũng không tính là lợi hại chỉ cần chị học tâm pháp mới này của tôi sau đó chị sẽ trở nên lợi hại hơn bọn họ lúc đó không cần tôi hỗ trợ thì chị cũng có thể giải quyết được bọn họ dễ dàng vậy sao mị nhi có chút không quá tin tưởng tất nhiên là dễ dàng như vậy nhưng ngoài tôi ra thì không còn ai làm được hạ thiên cười hì hì nói vậy thì được tôi học với cậu là được mỹ nhi nhanh chóng đồng ý thật ra không phải vì đối phó với đám người tu tiên kia nàng cũng tình nguyện học vì vấn đề giữ mãi tuổi xuân trường sinh bất tử thật sự có lực hấp dẫn quá lớn hạ thiên nhìn chằm chằm vào mỹ nhi nhưng một lúc lâu sau cũng không nói gì cậu làm gì vậy mỹ nhi không nhịn được phải hỏi vợ mỹ nhi có một tâm pháp rất phù hợp với chị nhưng tôi đang nghĩ xem có nên dạy cho chị hay không hạ thiên thành thật nói nếu đã phù hợp sao còn suy xét làm gì? Mị Nhi có chút mất hứng, sau đó nàng chợt hiểu ra. Có phải vì những lời nói trước đó của tôi mà bây giờ cậu cố tình như vậy? Mị Nhi có ý nghĩ này, vì vậy nàng nhanh chóng tức giận. Cậu không dậy thì thôi, tôi cũng không nhất định phải học. Vợ Mị Nhi, tôi thật sự rất muốn đánh chị, sao chị có thể nghĩ tôi như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Vậy sao cậu suy xét lâu như vậy? Mị Nhi căm giận hỏi. Vì có một người phụ nữ rất đáng ghét đã tu luyện công pháp này." Hạ Thiên trả lời, "À, đó chính là người phụ nữ Dạ Ngọc Mị chết tiệt mà tôi đã nói với chị." Hạ Thiên vừa rồi mới nhắc đến Dạ Ngọc Mị với Mị Nhi, nhưng hắn còn chưa nói kỹ càng, vì vậy bây giờ hắn bổ sung. "Vợ Mị Nhi, Thần Tiên tỷ tỷ cũng biết tâm pháp mà người phụ nữ Dạ Ngọc Mị kia tu luyện, Thần Tiên tỷ tỷ nói, tâm pháp này có thể học cấp tốc, tu luyện nhanh hơn công pháp bình thường, nhưng cũng có tác dụng phụ." vì vậy người phụ nữ dạ ngọc mị kia thiếu chút nữa bị âm hỏa cắn nuốt mà chết nhưng hạ thiên còn chưa nói dứt lời thì mị nhi đã trừng mắt nhìn có phải cậu muốn tôi bị nhiễm âm hỏa sau đó để cậu chiếm tiện nghi không hạ thiên có chút buồn bực sao tối nay vợ mị nhi hay hiểu lầm hắn thế này chẳng lẽ vì hắn chưa đánh nàng vợ mị nhi người phụ nữ dạ ngọc mỹ kia tu luyện băng nguyệt tâm kinh nhưng chỉ những người phụ nữ có thể chất đặc thù mới tu luyện được thể chất của dạ ngọc mị rất bình thường, vì vậy tu luyện mới sinh ra âm hỏa, vì thế mới làm cho cơ thể biến đổi. còn chị thì khác. Hạ Thiên vẫn kiên nhẫn giải thích. chị là người có cơ thể cực âm trời sinh, tuy tôi đã giúp chị tẩy tùy để cơ thể chỉ có chút biến hóa, nhưng vẫn còn chưa thể thay đổi bản chất cực âm của cơ thể. vì vậy chị vừa vẫn thích hợp tu luyện loại tâm pháp này, không những chẳng có tác dụng phụ, hơn nữa tốc độ tu luyện lại rất nhanh. nếu vậy sao cậu còn suy xét làm gì? Mị Nhi khẽ hừ một tiếng. Tôi chỉ cảm thấy sau này nếu ôm vợ Mị Nhi và không cẩn thận nhớ đến người phụ nữ dạ ngọc Mị kia, như vậy rất không xong. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Mị Nhi dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, tên sắc lang này khi ôm nàng còn nhớ đến người phụ nữ khác, đúng là muốn chết. Vợ Mị Nhi, bây giờ tôi sẽ dạy chị băng nguyệt tâm pháp. Hạ Thiên quyết định dạy tâm pháp này cho Mị Nhi, dù sao thứ này cũng rất thích hợp với nàng. Điều Hạ Thiên lo lắng nhất chính là bây giờ vợ Mị Nhi khá lạnh, nếu tiếp tục tu luyện tâm pháp như vậy, ngàn vạn lần đừng nên biến thành một khối băng, nếu không hắn sẽ thua lỗ lớn. Hạ Thiên cũng không quen thuộc băng nguyện tâm kinh, chỉ nhớ khẩu quyết mà thôi, vì thế cũng mất thời gian tương đối dài mới dạy được cho Mị Nhi. Sau đó Mị Nhi ngồi dưới đất tu luyện, Hạ Thiên không có việc gì làm cũng lên giường đi ngủ. Đến khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, lúc này Mị Nhi cũng không còn tu luyện thực tế là Mỹ Nhi đánh thức hắn dậy. Sau khi tỉnh lại thì Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào Mỹ Nhi. Cậu nhìn gì vậy? Mỹ Nhi bị Hạ Thiên nhìn chầm chầm mà mất tự nhiên, nàng cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. À, tôi có chút lo lắng vợ Mỹ Nhi sẽ biến thành giống như dạ ngọc Mỹ, còn lo lắng chị sẽ luyện thành một khối băng, nhưng căn cứ vào quan sát của tôi thì chị càng có vẻ thêm dịu dàng, vì vậy tôi mới yên tâm. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mỹ Nhi chợt choáng váng, rất dịu dàng. Có trời biết, lần đầu tiên có người nói mình dịu dàng. Lúc này Mỹ Nhi không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạ Thiên, có phải những người phụ nữ khác không có chút dịu dàng với hắn. Vài chục giây sau Mỹ Nhi mới phục hồi tinh thần, vô tình giọng nói của nàng cũng dịu dàng hơn. Mau đánh răng rửa mặt, lát nữa chúng ta đi ăn sáng. Lần này Hạ Thiên rất nghe lời, hắn thu dọn sạch sẽ, đi theo Mỹ Nhi về phía căn tin ám tổ, nhưng sau đó hắn lại có chút buồn bực, vì hắn muốn ôm eo nàng, nhưng nàng từ chối, sau đó muốn nắm tay cũng bị từ chối. Hạ Thiên ngồi vào bàn cơm, Hạ Thiên muốn gắp bánh bao hấp cho Mỹ Nhi, vẫn bị nàng từ chối, nàng còn chừng mắt nhìn hắn. Tôi không phải con nít, không cần cậu mớm. Đúng là không hiểu chút tình cảm. Hạ Thiên thầm nói, nghĩ lại thì thấy vợ tóc vàng luôn rất tốt, đáng tiếc là bây giờ Mộc Hàm không có ở đây. Hôm nay cậu chuẩn bị làm gì? Mị Nhi lúc này chủ động hỏi một câu đi cùng chị. Hạ Thiên không nghĩ ngợi mà trả lời. Theo giúp tôi, Mỹ Nhi giật mình. Cậu không có việc chính sự gì sao? Vợ Mỹ Nhi, theo giúp chị là việc chính sự đấy. Hạ Thiên cười hì hì. Trước đó tôi giả bị thương dụ kẻ địch đến quấy rối, bây giờ đã tốt, tôi cũng không cần giả vờ nữa, sau này mỗi ngày tôi sẽ làm những việc quan trọng nhất với mình. Việc gì quan trọng nhất? Mị Nhi không nhịn được phải hỏi. Ở cùng vợ, hạ thiên chân thành nói mị nhi hết chỗ nói người này đúng là không biết chuyện đàng hoàng mị nhi tất nhiên không biết hạ thiên rất chân thành hắn luôn cảm thấy ở cùng vợ là chuyện quan trọng nhất còn chuyện khác đều không đáng làm khoảng thời gian gần đây hắn luôn như vậy không có việc gì làm trước là vì nguyên nhân dạ ngọc mị mà hắn phải tránh né ở cảng thành lâu ngày sau đó hắn về thanh phong sơn tuy ở cùng thần tiên tỉ tỉ một thời gian ngắn nhưng cũng vì một vài sự việc mà cũng phải đến cảng thành về giang hải lại đến thủ đô đều bận rộn vì những chuyện khác bây giờ những chuyện kia đều đã xong tai họa ngầm lớn nhất đã bị khai trừ vì vậy bây giờ hắn nên ở cùng vợ hắn đã tính toán kể từ hôm nay mỗi ngày hắn đều ở cùng vợ vì trước nay hạ thiên luôn không ở cùng mỹ nhi vì vậy hắn nghĩ rằng đó là nguyên nhân mà nàng không đối xử tốt với mình cũng không nghe lời mình hắn quyết định trong khoảng thời gian này sẽ ở cùng với nàng ít nhất trước khi vợ tóc vàng quay về thủ đô phải luôn ở bên cạnh mỹ nhi sau một lúc lâu không nói chuyện mỹ nhi phát hiện hạ thiên có chút chuyên chú vì thế nàng hỏi hôm nay cậu không muốn rời khỏi căn cứ sao vợ mỹ nhi chị không rời khỏi căn cứ tôi sẽ không đi chị đi đâu tôi đi đấy hạ thiên chân thành trả lời tốt tôi vừa vặn có việc cho cậu làm mỹ nhi chợt có ý kiến việc gì Hạ Thiên có chút buồn bực. Thực hiện chức trách tổng huấn luyện viên của ám tổ. Nghị Nhi trả lời. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, mình có chức trách cho má này sao? Nhưng có chức trách hay không thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là Mỹ Nhi muốn như vậy, Hạ Thiên muốn nàng vui, tất nhiên cũng đồng ý. Vì vậy một giờ sau trong sân huấn luyện của ám tổ đã tụ tập trăm đặc công, có một vài đặc công vốn không ở trong căn cứ cũng chạy đến, thậm chí còn có mười mấy người bỏ qua thời gian nghỉ ngơi mà chạy đến, còn có một người đang nằm trên người phụ nữ cũng chạy đến, đúng là không có biện pháp, ám hoàng tự ra tay chỉ đạo, sợ rằng đây là cơ hội khó thể bỏ qua. Này, các người nghe cho rõ, vì thời gian tương đối ngắn, vì vậy tôi dạy công phu mới thì các người sẽ chẳng thể nào học được nhiều, cho nên hôm nay tôi sẽ cải tiến những võ học của các người. Vấn đề là cải tiến cũng làm cho thực lực của mọi người trở nên cầu tiến. Hạ Thiên quét mắt nhìn mọi người. À, các người cơ bản đều đã luyện bắn súng, đao pháp và quyền cước, vì vậy hôm nay tôi cũng chỉ bảo bổ sung cho các người về ba phương diện này. O không ô, chương 1182, bắn vào tôi. Cậu nghĩ chỉ dùng một ngày mà chỉ dạy cho tất cả mọi người sao? Mị Nhi không nhịn được khẽ nói một câu. Đúng vậy, nếu không sao còn thời gian ở cùng vợ. Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên. Mị Nhi chợt yên lặng, một lúc lâu sau nàng mới nói một câu. Tùy ý cậu, dù sao cậu cũng là tổ trưởng. Vợ Mị Nhi, đợi tôi làm xong, chỉ có thể cho tôi ôm một cái không? Hạ Thiên bắt đầu cò kè mặc cả với Mị Nhi. Cậu nói gì? Mị Nhi tức giận nói. Tôi nói là một cái ôm được không? À, ít nhất cũng phải cho hôn một cái. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Mị Nhi rất muốn đánh Hạ Thiên một trận, người này cả ngày suy nghĩ rối loạn, hơn nữa còn không biết xem xét tình huống, bây giờ làm sao cho thủ hạ nhìn mặt đây? Còn đám nam nữ ám tổ thì dùng ánh mắt có chút bội phục nhìn Hạ Thiên, đàn ông dám đùa giỡn với Mị Nhi ngay trước mặt bọn họ, thật sự ngoài Hạ Thiên ra thì không còn người thứ hai. Trước tiên làm chính sự trước. Mị Nhi tức giận nói một câu, nàng quyết định không nói chuyện phiếm với Hạ Thiên, nếu không đối phương sẽ càng nói ra những lời quá phận. Chính sự, vợ Mị Nhi, vậy chị muốn để tôi hôn trước sao? Hạ Thiên lại hỏi. Mị Nhi thiếu chút nữa thì tan vỡ. 10 giây sau Mị Nhi mới cắn răng nói với Hạ Thiên. "Cậu mau chỉ đạo mọi người huấn luyện." "À, được rồi, tôi sẽ làm." Hạ Thiên dù không vui nhưng cũng vẫn gật đầu, sau đó hắn quét mắt nhìn đám người. "Tốt lắm, trước tiên tôi chỉ đạo mọi người kỹ thuật bắn súng." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thì ra tổ trưởng xem chuyện dạy bảo bọn họ chỉ là chuyện phụ. Nhưng dù là chính hay phụ, chỉ cần Hạ Thiên chỉ dạy bọn họ là được bọn họ nghe đồn hạ thiên này tuyệt đối là thần súng, có hắn chỉ đạo, bọn họ sẽ thu được nhiều lợi ích. Nghị nhi lui sang một bên, nàng cũng không bỏ đi, thật ra nàng cũng có chút hiếu kỳ, người này rốt cuộc làm thế nào để hoàn thành công tác chỉ dạy cho cả trăm người. Hạ thiên lúc này nói, tôi muốn xem kỹ thuật bắn súng của mọi người lúc này là thế nào, trước tiên mọi người biểu diễn cho tôi xem thử. Bây giờ các người xả kích bia di động bên kia. Nghị Nhi lúc này mở miệng nói mọi người lên tiếng đang định chuẩn bị đi xả kích theo thứ tự thì hạ thiên đã nói đừng đi như vậy quá chậm các người cầm súng xả kích tôi là được sao mọi người nghe vậy thì ngây cả ra cậu nói gì mị nhi cho là mình nghe lầm vợ mị nhi tôi để cho bọn họ trực tiếp nổ súng bắn vào mình hạ thiên còn nói thêm cậu điên rồi mị nhi cuối cùng cũng hiểu lỗ tai mình không có vấn đề nàng nghi ngờ đầu óc của hạ thiên có vấn đề mà cả trăm đặc ông cũng đưa mắt nhìn nhau phương pháp biểu diễn kỹ thuật bắn súng như vậy bọn họ tuyệt đối chưa từng nghe qua lúc này bọn họ cũng hiểu đầu óc của vị tổ trưởng này thật sự không bình thường thực tế bọn họ cũng từng nghe đồn vị ám hoàng mới này có vấn đề về thần kinh dù sao cũng không phải người thường trước đó bọn họ còn thật sự không tin nhưng bây giờ bọn họ thật sự có thể xác định vợ mị nhi chị nói tôi điên tôi sẽ đánh đấy nhé hạ thiên có chút mất hứng Cậu, Mỹ Nhi chợt tức giận không thôi, sắc lang chết tiệt này không sợ bị bắn chết sao. Tuy nàng biết hắn lợi hại, nhưng nhiều người cùng nổ súng, nàng vẫn có chút lo lắng. Này, các người nhanh lên, chuẩn bị cho tốt, cùng nổ súng về phía tôi, ai cũng phải ra tay. Hạ Thiên thúc giục, điều này, đám người vẫn có chút không dám, nói gì vậy, bắn vào tổ trưởng. Nếu tổ trưởng xong đời, như vậy ai trong số bọn họ sẽ gánh vác được trách nhiệm? vài chục ánh mắt cùng nhìn về phía Mị Nhi, rõ ràng bọn họ không dám làm ra quyết định này, chỉ có thể chờ Mị Nhi đưa ra quyết định, nếu Mị Nhi cho phép, bọn họ mới dám nổ súng. Cậu xác định sẽ không sao chứ? Mị Nhi nhìn Hạ Thiên mà không nhịn được phải hỏi một câu. Tất nhiên là không. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Vợ Mị Nhi, chỉ cho rằng tôi ngốc như vậy, sẽ cố ý để người ta bắn chết sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không để chị làm quả phụ, cậu không biết dùng phương pháp nào khác để thử kỹ thuật bắn súng của bọn họ sao? Mỹ Nhi tức giận nói. À, đây là phương pháp tốt nhất, bia di động kia không nhanh bằng tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Được rồi, nếu cậu thật sự muốn chết, cũng đừng trách tôi. Mỹ Nhi tức giận nói, sau đó nhìn về phía mọi người. Làm theo những gì cậu ta nói. Mỹ Nhi nói như vậy thì mọi người coi như yên tâm, bọn họ cảm thấy Mỹ Nhi dám cho mình ra tay, như vậy sẽ tin tưởng Hạ Thiên không bị thương. Tất nhiên bọn họ cũng không ngờ Mỹ Nhi căn bản không cảm thấy Hạ Thiên sẽ bị bắn trúng, mà nàng nhớ đến tình hình ở trên khách sạn vài ngày trước. Hạ Thiên dù trúng đạn cũng không có vấn đề. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Mỹ Nhi cảm thấy Hạ Thiên này có chút điên khùng nhưng không thể nào đi chịu chết. Vì thế tuy nàng có chút bất an nhưng vẫn đồng ý cho mọi người làm như vậy. Mau lên, đừng lãng phí thời gian của tôi. Khi thấy mọi người có chút do dự. Hạ Thiên không khỏi thúc giục. Gần trăm người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng rút súng nhưng không ai dám bắn phát đầu tiên. Đùng đùng. Tiếng súng đầu tiên vang lên, là Mị Nhi rút súng phá vỡ cục diện bế tắc. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên, Hạ Thiên cũng di động, hắn bắt đầu cất bước và vừa đi vừa nói. "Mau lên, cùng nổ súng." Hạ Thiên nói đến đây thì bổ sung thêm một câu. "Này, ai không nổ súng tôi sẽ khai trừ khỏi ám tổ." Nghị Nhi nổ súng đầu tiên, bây giờ có thêm lời nói của Hạ Thiên, kết quả là không có bất kỳ ai do dự. Khoảnh khắc này tiếng súng nổ vang rền, hơn một ngàn phát súng bắt về phía Hạ Thiên chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi. Động tác của Hạ Thiên cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng, bây giờ tốc độ hành động của hắn cũng không phải là thời điểm nhanh nhất. Tuy hắn rất nhanh nhưng ít ra cũng làm người cho bắn súng thấy được bóng người, mà khi hắn nhanh nhất thì thường sẽ chẳng thấy gì. Tiếng súng nhanh chóng dừng lại, Hạ Thiên cũng dừng lại, khi thấy hắn bình yên đứng đó thì Mị Nhi khẽ thở ra, mà gần trăm nam nữ đặc công của ám tổ cũng thở ra. Một giây sau bọn họ cũng bội phục, thậm chí có thể nói là sùng bái. Mạnh, đúng là quá mạnh, sự hùng mạnh của tổ trưởng đã vượt xa truyền thuyết. Trước đây nếu ai nói, cho bọn họ biết, có người để cho một trăm người nổ súng mà không sao, bọn họ nhất định sẽ không thể nào tin nổi, vì đây là chuyện đáng cười. Nhưng bây giờ bọn họ đã tin, vì sự thật bày ra trước mắt bọn họ không thể không tin đám người tin đây tuyệt đối là phương pháp xem xét kỹ thuật bắn súng một cách tốt nhất nhưng trước nay chưa từng ai sử dụng ngoài hạ thiên sợ rằng chẳng ai dám dùng được rồi cậu đã xem xét kỹ thuật bắn súng của bọn họ bây giờ cậu nên chỉ đạo được rồi mị nhi lúc này đi đến trước mặt hạ thiên mở miệng nói hạ thiên khẽ gật đầu sau đó hắn dùng tay chỉ vào vài người anh anh còn anh chị, đám người các anh chị đứng sang bên kia. bốn đặc ông ba nam một nữ bị Hạ Thiên điểm danh đứng sang một bên. bọn họ vốn có chút không yên, bọn họ không biết vì sao mình bị gọi tên. các người có kỹ thuật rất tốt, căn bản không cần tôi chỉ đạo. Hạ Thiên mở tay, trong tay có bốn viên đạn. mỗi người trong số các người đều có một viên đạn bắn chúng tôi, làm tôi không thể không đưa tay lên đón. cũng chỉ có các anh chị có thành tích như vậy, những người khác căn bản đều bị tôi tránh né, vì thế bốn người có kỹ thuật bắn súng rất tốt, bình thường chỉ cần thêm thời gian luyện tập là được. Vâng, cảm ơn tổ trưởng. Bốn người đầu tiên là ngây người, sau đó có chút vui sướng, bọn họ xem ra, có thể được hạ thiên tán thưởng thì cũng là một vinh hạnh. Nghị nhi thầm nghĩ, sắc lang này thật ra cũng có bản lĩnh, thân là tổ trưởng thiên tổ, nàng hiểu rõ thân phận của mỗi người trong ám tổ, nàng cũng biết bốn người kia có. Kỹ thuật bắn súng rất xuất sắc, anh, khi nổ súng thì hạ tay xuống 1cm, anh, nổ súng không cần nhón chân, còn anh, thời gian ngắm quá lâu, cần huấn luyện nhiều hơn, rút ngắn thời gian xuống một giây, như vậy mới tốt. Hạ Thiên bắt đầu chỉ ra từng vấn đề. Còn anh, anh, hai người các anh, còn anh, anh, các anh đều có một vấn đề, đó là trước khi nổ súng thì nhịp tim quá nhanh, căn bản không đủ tỉnh táo. Hạ Thiên chỉ ra vấn đề về kỹ thuật của đám người kia, Mị Nhi không khỏi trợn mắt há mồm, sắc lang này quá mạnh, thật sự nhìn ra nhược điểm kỹ thuật bắn súng sao. Chỉ vài phút, mọi người cùng nổ súng, không ngờ hắn lại có thể nhìn rõ và chỉ điểm đúng người như vậy. Sắc lang này tám phần là quái vật, có rất nhiều tim, vì vậy mới tìm nhiều phụ nữ như vậy. Mị Nhi chợt có ý nghĩ như vậy, đàn ông bình thường chỉ là kẻ lăng nhăng, con tên này là sắc lang khá nhạy cảm. Tư thế bắn của anh không tốt, còn anh nữa, Tư thế bắn súng có vấn đề, trước tiên tôi sẽ uốn nắn cho các anh." Hạ Thiên lúc này lại tỏ ra khá phụ trách, hắn giúp bọn họ cải tiến kỹ thuật. "Này, còn anh nữa, súng của anh có vấn đề, cần phải đi kiểm tra một chút." Tốc độ của Hạ Thiên rất nhanh, chỉ sau nửa giờ thì vấn đề của mọi người đều được hắn nói rõ ràng, cuối cùng chỉ còn lại 10 người. "Trước tiên các anh đến bên kia huấn luyện theo những gì tôi đã chỉ bảo, lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra, à, các anh có chút phiền phức." Hạ Thiên phân phó đám người kia đi huấn luyện, sau đó nói với 10 người còn lại. O không ô. Chương 1183, làm việc đường hoàng tương đối tốt. Có vấn đề gì sao? Mị Nhi ở bên cạnh hỏi, thật ra đám người kia cũng muốn hỏi, nhưng Mị Nhi đã sớm đặt câu hỏi. Vợ Mị Nhi, vấn đề lớn nhất của bọn họ không phải là kỹ thuật bắn súng, mà là vì vấn đề về thân thể. Hạ Thiên liếc mắt nhìn Mị Nhi, sau đó hắn nhìn về phía đám người các người đã từng bị thương nặng đúng không mười mấy người này vô thức gật đầu nhưng hạ thiên cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện hắn tiếp tục nói tay phải của anh bị thương còn anh vai phải bị thương còn anh nữa sau lưng bị thương còn anh bị thương ở vai trái anh thì bị thương ở tay nhưng vị trí bị thương lại rất phiền đó là bàn tay tuy đám người này đã thấy được sự hùng mạnh của hạ thiên nhưng lúc này nghe hạ thiên nói ra sự thật về tình huống bị thương thậm chí còn nói rõ vị trí, vì vậy bọn họ không khỏi trợn mắt há mồm. Hạ Thiên vạch rõ vị trí bị thương của mỗi người rồi tiếp tục nói. Tuy vết thương đã chữa lành nhưng thực tế vẫn để lại di chứng, mà di chứng đó trực tiếp ảnh hưởng đến mọi người khi bắn súng. Ví dụ như anh, khi bắn sẽ đau lưng, nổ súng thì người hơi lệch, còn anh bị thương ở vai làm tốc độ nổ súng chậm hẳn lại. Tốt lắm, cậu đừng nên nói bọn họ thế nào nữa, cậu nói thẳng ra đi, nên giải quyết thế nào mị nhi không nhịn được ở bên cạnh nói một câu muốn giải quyết cũng không phải rất khó nhưng có chút phiền toái trước tiên tôi phải chữa trị tốt cho bọn họ cái đã hạ thiên trả lời nếu không cả đời này bọn họ đừng hòng có hy vọng trở thành súng thần vậy cậu chữa cho bọn họ đi mị nhi tức giận nói người khác không biết nhưng nàng hiểu rất rõ người này chữa bệnh cũng căn bản không mất quá nhiều thời gian cái gọi là phiền toái căn bản không chút phiền toái được rồi hạ thiên đáp ứng rất sảng khoái sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm này tôi sẽ giúp các người giải quyết di chứng tổ trưởng bây giờ anh sẽ giúp chúng tôi trị liệu sao một nữ đặc công không nhịn được phải hỏi một câu đúng là ngay bây giờ người nói là mị nhi sau đó nàng còn giải thích cậu ấy là thần y chân chính cậu ấy đã nói sẽ trị liệu cho mọi người nhất định sẽ làm tốt Mị Nhi tất nhiên không có bất kỳ hoài nghi gì với y thuật của Hạ Thiên. Sau khi nghe Mị Nhi nói như vậy, đám người kia vốn không quá vững tin nhưng bây giờ lập tức xếp hàng chờ Hạ Thiên trị liệu không chút do dự. Hơn nửa giờ sau, khi Hạ Thiên thi châm cho người cuối cùng, người này chợt hưng phấn phát hiện ra bàn tay của mình chợt trở nên linh hoạt và mạnh mẽ có lực, vì thế không khỏi hoan hô thành tiếng. Lúc này dù là hắn hay là những người còn lại cũng coi Hạ Thiên như thần mà thật sự là quá thần kỳ, vị tổ trưởng ám tổ này xem như rất. Thân, hoàn toàn xứng đáng với tên gọi ám hoàng, thậm chí có thể nói, ám hoàng cũng không đủ để miêu tả sự hùng mạnh của hắn, phải gọi là ám thần mới đúng. Được rồi, các người cũng đi huấn luyện, lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra kỹ thuật của mọi người. Hạ thiên phất tay với đám người, sau đó chờ bọn họ lĩnh mệnh đi huấn luyện, hắn cuối cùng cũng có cơ hội ở cùng một chỗ với Mị Nhi. Hạ thiên trừng mắt nhìn Mị Nhi, hắn chăm chú hỏi vợ mị nhi bây giờ chúng ta đã làm chuyện chính sự được chưa cậu cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện hư hỏng thế sao mị nhi tức giận nói vợ mị nhi đàn ông không làm chuyện đàng hoàng thì không phải đàn ông tốt vì vậy mỗi ngày tôi đều làm chuyện chính sự không thể nói chuyện vừa rồi không đàng hoàng được hạ thiên nghiêm trang nói mị nhi chợt yên lặng một lúc lâu sau nàng mới tức giận nói tôi còn cảm thấy khi cậu không làm việc đàng hoàng còn có vẻ khá hơn một chút. Như vậy à? Hạ Thiên chân thành suy xét. Đúng là đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, ngay cả vợ Mỹ Nhi cũng hiểu như vậy. Cuối cùng Hạ Thiên thầm nói một câu. Xem ra mình nên làm đàn ông xấu. Mỹ Nhi chợt sinh ra cảm giác tan vỡ, nàng rất muốn nói cho Hạ Thiên biết, hắn thật sự là một người đàn ông rất xấu, căn bản không dính vào chữ tốt. Này, tôi thương lượng với cậu một chuyện. Mị Nhi quyết định di rời tầm mắt Hạ Thiên, hơn nữa nàng cũng thật sự muốn thương lượng với hắn. Vợ Mị Nhi, có chuyện gì vậy? Hạ Thiên hỏi, có phải hôm nay chúng ta không cần huấn luyện bọn họ mà về nhà làm việc chính sự? Tôi muốn nhờ cậu chữa bệnh cho một số người. Mị Nhi trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Người nào? Hạ Thiên có chút kỳ quái hỏi. Bọn họ có quan hệ gì với vợ Mị Nhi sao? Lúc này Mị Nhi không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng nhìn về phía sân huấn luyện không xa cậu cũng nên biết thật ra đặc công là một nghề nghiệp nguy hiểm đối với một đặc công thì bị thương và tử vong là một vấn đề có thể xảy ra bất cứ lúc nào những đám đặc công kia thật ra ít nhiều cũng bị thương nhưng đó chỉ là bị thương nhỏ không có ảnh hưởng quá lớn dù chữa trị cũng không lưu lại di chứng vợ mị nhi thật ra lưu lại di chứng chỉ vì không chữa tốt mà thôi chính thức chữa tốt cũng không để lại di chứng hạ thiên uốn nắn mị nhi Tôi trị liệu cho bọn họ sẽ không để lại di chứng. Không phải mỗi người đều có y thuật như vậy, hoặc là nói trên đời này chỉ có cậu mới có được y thuật như vậy, hầu như có thể chữa được tất cả các bệnh, chữa tốt cho tất cả mọi người, hơn nữa còn không để lại di chứng." Nghị Nhi thản nhiên nói. 10 người cậu vừa ra tay chữa trị cũng không phải bị thương nặng nhất, từ khi ám tổ được thành lập đến nay đã có rất nhiều thành viên chết đi, cũng có rất nhiều thành viên trọng thương, bọn họ còn sống nhưng thân thể không thể tiếp tục làm đặc công thậm chí có những người không thể làm người thường, trở thành kẻ tàn tật. Còn có một vài người, bọn họ không bị thương, nhưng vì trường kỳ sống trong áp lực quá lớn, vì vậy mà xuất hiện vấn đề về thần kinh, bây giờ chỉ có thể sống trong kiếp tâm thần. Hạ Thiên chợt hiểu ra. Vợ Mỹ Nhi, chị muốn tôi chữa cho đám người kia sao? Dù đối với người bình thường thì bọn họ thật sự không có tiếng tăm gì, dù là bây giờ bọn họ cũng đã về hưu, nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn nằm dưới sự quản chế của chúng tôi, cả đời bọn họ đều không được tự do như người bình thường. Vì quốc gia, vì nhân dân, bọn họ mất đi rất nhiều thứ, có lẽ trong mắt người thường thì đặc công có cuộc sống rất tốt, rất sung sướng, nhưng thực tế bọn họ cũng rất khổ sở, rất nguy hiểm. Lời nói của Mỹ Nhi trở nên cực kỳ cảm tình, không phải lạnh lùng như trước. Từ nhỏ đến lớn tôi đã gặp nhiều người như vậy, biết rõ cuộc sống của bọn họ rất khó khăn, không phải khó khăn về vật chất, càng nhiều là vấn đề về tinh thần, về sức khỏe, bọn họ có thể nói là anh hùng, là những anh hùng vô danh, tất nhiên bọn họ cũng có đãi ngộ phù hợp, có đãi ngộ vật chất. Nhưng cậu cũng biết đấy, điều con người cần nhất không phải là tiền tài, vật chất hay thân phận, bọn họ muốn có một cơ thể khỏe mạnh, có cuộc sống của người bình thường. Mị Nhi nói đến đây thì tháo kính dâm xuống dùng ánh mắt cực kỳ xinh đẹp nhìn Hạ Thiên. Trước kia chúng tôi không làm được chuyện này, nhưng bây giờ tôi biết cậu làm được, cậu có thể cho bọn họ một cơ thể khỏe mạnh nếu cậu có thể làm được như vậy, dù là bọn họ hay là những đặc công ám tổ khác, ai cũng chân thành cảm tạ cậu. Vợ Mỹ Nhi, tôi chữa khỏi bệnh cho bọn họ, có phải chị sẽ rất vui vẻ? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Cậu tình nguyện làm như vậy thì tôi sẽ rất vui vẻ. Mỹ Nhi trả lời. À, chị vui vẻ là được. Hạ Thiên cười hì hì. Vậy thì chị đưa tất cả đám người kia lại đây, tôi giúp bọn họ chữa bệnh. Cậu thật sự đồng ý mị nhi chợt ngẩn ngơ đúng vậy chỉ cần vợ mị nhi vui vẻ là được hạ thiên tỏ ra đương nhiên mị nhi há hốc miệng nàng định nói gì đó nhưng lại không nên lời một lúc lâu sau mị nhi mới tiếp tục mở miệng tốt lắm tôi sẽ sắp xếp đưa bọn họ đến căn cứ có vài người ở khá xa vì vậy có lẽ sẽ mất vài ngày không sao vợ mị nhi tôi sẽ luôn ở đây với chị hạ thiên lập tức nói có vài người tôi muốn cậu đi cùng đến tìm gặp mặt chút nữa chúng ta đi nhé mị nhi suy nghĩ rồi tiếp tục mở miệng được hạ thiên một lời đồng ý bây giờ chúng ta đi còn việc huấn luyện bọn họ mị nhi dùng ánh mắt trần trừ nhìn đám người đang luyện bắn súng không sao cứ để bọn họ tiếp tục luyện tập bọn họ không phải là thiên tài nhược điểm không dễ sửa đổi cứ để bọn họ luyện tập một ngày rồi nói sau hạ thiên thuận miệng nói À, cũng được, cứ như vậy đi. Mị Nhi khẽ gật đầu, nàng đeo kính dâm đi về phía bãi luyện tập. Mọi người tạm dừng lại một chút. Mị Nhi tuy không nói quá lớn nhưng âm thanh đủ truyền vào tai mọi người, tiếng súng dừng lại, mỗi người đều quay đầu nhìn về phía bên này. Tôi thấy kỹ thuật bắn súng của mọi người có chút cải thiện, nhưng do thói quen hình thành quá lâu, vì vậy khó thể nào sửa đổi ngay được, vì thế tôi quyết định hôm nay cho mọi người luyện cả ngày, đến mai tôi sẽ kiểm tra lại. Hạ Thiên lười biếng nói: "Các người tiếp tục rèn luyện, tôi đi hẹn hò với vợ Mị Nhi." "Đừng nghe cậu ấy nói mò, không phải hẹn hò, chúng tôi đi có việc." Mị Nhi nhịn không được phản bác một câu, sau đó nàng không đợi đám người kia lên tiếng mà bổ sung: "Là chuyện công, tóm lại chúng tôi đi trước, các người cứ huấn luyện như thường, có gì cứ trực tiếp báo cáo với tôi." Chương 1184: Đàn ông tinh khiết. Đi mị nhi sợ hạ thiên tiếp tục nói hưu nói vượt nàng kéo hắn đi ngay sau khi hai người bọn họ rời khỏi nơi đây thì đám đặc công ám tổ thích nghị luận thế nào cũng được nàng cũng lười quản việc chỉ cần nàng không nghe thấy là được nhưng hạ thiên lúc này vẫn nói một câu đúng vậy là việc công vì chúng tôi hẹn hò theo tiêu chuẩn chuyện công mị nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà véo tay hạ thiên nhưng đáng tiếc tên này da dày như voi không biết đau là gì mị nhi véo vài cái mà thấy hạ thiên không có phản ứng nàng định rút tay về nhưng lúc này tay nàng đã bị hắn nắm chặt căn bản khó rút ra này thả tay tôi ra mị nhi tức giận nói vợ mị nhi là chị chủ động kéo tay tôi không được trách tôi hạ thiên tỏ ra vô tội mị nhi không nói gì nàng lúc này phát hiện mình thật sự thiệt thòi vì nàng chủ động tìm hạ thiên người ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi tôi muốn đi lấy xe một lát sau Mỹ Nhi cuối cùng cũng tìm được cỡ. Vợ Mỹ Nhi, thật ra không cần dùng xe, chúng ta đi bộ đảm nhận nhiệm vụ là được. Hạ Thiên vẫn không chịu buông tha cho Mỹ Nhi, mãi đến lúc này hắn mới vất vả nắm được bàn tay của vợ Mỹ Nhi, sao dễ dàng buông ra. Tôi thích đi xe không được sao. Mỹ Nhi có chút mất hứng. Được rồi. Hạ Thiên đành phải lưu luyến buông tay Mỹ Nhi ra, nhưng trước khi bỏ ra hắn còn vuốt ve vài cái. Cũng may Mị Nhi cũng coi như đã quen với hành vi của Hạ Thiên, cũng không quá quan tâm. Vài phút sau nàng chạy đến một chiếc ben, chờ Hạ Thiên rời khỏi khu căn cứ ám tổ. Hạ Thiên ngồi trên xe chủ động nói chuyện phiếm với Mị Nhi. "Vợ Mị Nhi, chúng ta đi tìm ai đây? Người này là Chu Nhất, là một đặc công truyền kỳ của ám tổ, đã từng có người cảm thấy ông ta có thể thay thế cho vị trí ám hoàng, không phải thay cho cậu, mà là vị ám hoàng sư phụ của cậu." mị nhi giải thích cho hạ thiên trước kia thật ra không ai gọi ông ta là chu nhất nhưng vì việc gì ông ta cũng muốn tranh vị trí thứ nhất vì thế mới gọi là chu nhất sau khi ám hoàng biến mất một khoảng thời gian sau đó ông ta cũng tranh chấp vị trí đặc công đệ nhất ám tổ với chú triệu mị nhi dừng lại một chút rồi bổ sung chú triệu chính là tổ trưởng thiên tổ là triệu minh phong trước kia mị nhi đều gọi triệu minh phong là tổ trưởng nhưng bây giờ mị nhi bản thân là tổ trưởng thiên tổ Tổ trưởng ám tổ lại là Hạ Thiên, Triệu Minh Phong là phó tổ. "Trưởng, nếu gọi Triệu Minh Phong là phó tổ trưởng thì có hơi quái dị, vì thế mà nàng mới sửa lại cách xưng hô." Như vậy cũng làm cho mối quan hệ giữa Triệu Minh Phong và Mị Nhi có thêm chút thân mật. "À, bây giờ ông ta cũng bị thương rất nặng sao?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ông ấy đã ngồi xe lăn hơn 10 năm. Mị Nhi khẽ nói: "Tuy trước nay ông ấy luôn cạnh tranh cùng chú Triệu." nhưng ông ấy sở dĩ bị thương cũng là vì cứu chú Triệu. Những năm gần đây chú Triệu thường rất áy náy vì chuyện này, cũng tìm rất nhiều biện pháp, tìm nhiều bác sĩ giỏi nhưng căn bản không chữa trị được. Vì thế cho đến bây giờ đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ qua quá trình trị liệu cho chu nhất, tôi sợ nếu đi đón thì ông ấy sẽ không đến, lúc này tôi mới đưa cậu đi. Mị Nhi nói đến đây còn không yên lòng bổ sung thêm một câu. Bây giờ tính tình của ông ấy cũng không phải quá tốt, nếu ông ta nói gì đó không hay, cậu cũng đừng nổi giận. Một người ngồi trên xe lăn 10 năm, dù thế nào cũng rất dễ nổi khùng. Không có gì, chỉ cần vợ Mỹ Nhi vui vẻ, tôi không có vấn đề. Hạ Thiên không quan tâm, hắn không có hứng thú với ông lão chu nhất gì kia, hắn chỉ cảm thấy hứng thú vì đi cùng với Mỹ Nhi, hắn làm vậy cũng chỉ muốn cho Mỹ Nhi vui vẻ mà thôi. Mỹ Nhi vốn định nói đây cũng không phải là chuyện của riêng mình nàng, vốn là một phần việc của Hạ Thiên vì hắn dù sao cũng là tổ trưởng ám tổ, chu nhất tuy đã về. Hưu nhưng cũng có thể coi là thủ hạ của hắn. Nhưng Mỹ Nhi cuối cùng cũng không nói ra, vì nàng biết hạ thiên căn bản không quan tâm đến thân phận mình là tổ trưởng ám tổ, hắn làm tổ trưởng chẳng qua chỉ vì mộc hàm và nàng mà thôi. Bây giờ hắn tình nguyện tham gia sự việc lần này, thuần túy chỉ là vì nàng, nếu nàng nói sự việc lần này có một phần trách nhiệm của hắn, sợ rằng hắn sẽ bỏ mặc mà không thèm quan tâm. Sau khi chạy xe nửa giờ, Mị Nhi cuối cùng cũng đi đến mục đích, đó là một tòa nhà tứ hợp viện còn khá mới. Hai người xuống xe đi đến cửa chính, cửa không khóa, bọn họ cũng không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào, sau đó trực tiếp thấy một người ngồi xe lăn trong sân. Trong sân bùng lên mùi rượu nồng đậm, bên cạnh chiếc xe lăn đầy chai rượu lăn lóc, mà người ngồi trên xe lăn cũng có vẻ rất bẩn thỉu, tóc rối như một người phụ nữ vài trăm năm chưa gội đầu, nhưng rear mép của người này lại rất dài, làm cho người ta thấy đây không phải là phụ nữ lúc này ông ta đang cầm một chai rượu, hít mắt như đã ngủ. Cũng vì vậy mà ông lão này nhìn càng già, bộ dạng sốc sách bẩn thỉu, hoàn toàn có thể nói đây là một ông lão hỏng bét. Ông lão hỏng bét này đang ngủ nhưng khi Hạ Thiên và Mị Nhi đi đến địa phương chưa đủ ba thước sát bên người, lão chợt nói. Nói cho con phụ nữ chết tiệt kia biết, muốn ly hôn thì được, muốn lừa gạt tiền của ông sao, không có cửa đâu. Thuận tiện cũng nói rõ cho cô ta biết, tiền của ông đều là nhà nước cho dù chết ông cũng không đưa cho cô ta ném vào trong tay đám mặt trắng mị nhi chợt ngẩn ngơ hạ thiên thì có chút kỳ quái vợ mị nhi ông ta là chu nhất sao à chính là ông ta mị nhi khẽ gật đầu chị xác định ông ấy bị liệt sao chẳng phải đầu óc cũng có vấn đề à hạ thiên nhìn chu nhất sao ông ta lại nói ra những lời khó hiểu như vậy tôi cũng không hiểu rõ thật ra cũng có khoảng thời gian tôi chưa đến xem tình huống của ông ấy. Mị Nhi khẽ nói một câu, sau đó nàng nhìn Chu Nhất rồi lên giọng. Đội trưởng Chu, chúng tôi là người ám tổ. Chu Nhất từng là một tiểu đội trưởng, vì vậy Mị Nhi mới xưng hô như thế. Ám tổ. Lão già Chu Nhất lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt có hơi đục ngầu, nhưng bên trong thỉnh thoảng lóe lên tinh quang. Lão nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, sau đó ánh mắt rơi lên người Mị Nhi. Này, nhà đầu kia, tôi có ấn tượng với cô, cô là nhà đầu mà Triệu Minh Phong nhặt về từ trong đống rác phải không? Cô tên gì nhỉ, là Mỹ Nhi phải không? Đúng vậy, tôi là Mỹ Nhi. Mỹ Nhi khẽ gật đầu. Đội trưởng Chu, chúng tôi đến giúp chú. Giúp tôi, giúp thế nào? Không phải các người cũng biết chuyện tôi và con đàn bà kia ly hôn đấy chứ? Những chuyện xấu hổ thế này tôi cũng không muốn mọi người phải giúp. Còn nữa, tuy tôi chỉ ngồi xe lăn nhưng giải quyết con đàn bà kia lại rất dễ dàng chu nhất nói đầy mùi rượu nhưng có vẻ rất thanh tỉnh giọng điệu rất nhanh không có dấu hiệu dừng lại ông cũng có vợ hạ thiên nói một câu ông ngồi xe lăn còn lấy vợ làm gì tiểu tử cậu là ai có người nói chuyện như cậu sao tôi ngồi xe lăn thì làm sao chu nhất tôi dù ngồi xe lăn thì cũng là hảo hán là đàn ông tinh khiết có biết không Chu Nhất dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hạ Thiên. "Đàn ông tinh khiết, à, vợ tiểu yêu tinh có nói, đó là Xuân ca." Hạ Thiên thuận miệng nói. "Phụt." Chu Nhất vừa uống vào một ngụm rượu đã phun ra, sau đó lão mắng. "Tiểu tử chết tiệt, thiếu nợ ai sao? Ai là Xuân ca, phải gọi là Nhất ca, ám tổ Nhất ca, hiểu không? Ngay cả Triệu Minh Phong cũng phải gọi ta là Thanh ca. Nếu không phải sợ vợ tôi mất hứng, tôi đã cho ông ăn đòn." hạ thiên bĩu môi sau đó hắn quay đầu nhìn mỹ nhi vợ mỹ nhi chị nói cho ông ta biết nếu là nhất ca thì tôi mới là nhất ca của ám tổ người này nếu tiếp tục nói hưu nói vượn tôi sẽ khai trừ tiểu tử cậu chưa đủ lông cánh chu nhất hừ một tiếng đúng lúc này mỹ nhi đã nói đội trưởng chu cậu ấy là hạ thiên là tổ trưởng ám tổ chu nhất chợt ngẩn ngơ lão mới nói được một nửa đã nuốt trở về lão mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên 30 giây, sau đó mới nhìn Mỹ Nhi. Này nha đầu, Triệu Minh Phong chết tàn rồi sao? Nếu không thì sao lại cho một tiểu tử lên làm tổ trưởng ám tổ? Vợ Mỹ Nhi, tôi thật sự muốn cho ông ta một trận. Hạ Thiên nói, người ta đã ngồi xe lăn, cậu ức hiếp người ta mà không xấu hổ sao? Mỹ Nhi tức giận nói. Mị Nhi còn chưa nói xong thì Chu Nhất đã lên tiếng. Này, nha đầu, cũng không được nói như vậy, cái gì là ức hiếp? Là xấu hổ, tôi ngồi xe lăn thì sao? Ít ra cũng đánh cho thằng nhãi này phải cầu xin tha thứ. Bộp, Hạ Thiên đột nhiên tung trưởng vào xe lăn của Chu Nhất, sau đó xe lăn sụm xuống, xuống, mà Chu Nhất cũng ngã lăn xuống đất. Mị Nhi chợt kinh hãi, nàng vội vàng hô lên. Này, cậu dừng làm sằng bậy. Vợ Mị Nhi, chỉ cứ yên tâm, tôi sẽ không ức hiếp người tàn phế. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói: Trước tiên tôi sẽ chữa tốt cho ông lão hỏng bét này, sau đó cho lão một trận. Tiểu tử, nói ai tàn phế? Ông không tàn phế, ông năm xưa phong vân một gói thì người còn đang ở trong bụng mẹ, ta nói cho ngươi biết. Chu Nhất cực kỳ tức giận, lão cầm chai rượu muốn đập lên người Hạ Thiên, nhưng chai rượu của lão không thể đánh lên người Hạ Thiên, mà lão nói xong cũng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào khác vì Hạ Thiên đã đâm lên người lão một châm. Có thể chữa cho ông ấy được không? Mị Nhi dùng giọng lo lắng hỏi. Tất nhiên là có thể. Hạ Thiên trả lời. Vợ Mị Nhi cứ yên tâm, tôi sẽ không ức hiếp người tàn phế, vì vậy bây giờ sẽ không đánh ông ta. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Trước tiên tôi sẽ thi châm cho ông lão này, ông ta bị đánh gãy chân 10 năm, muốn khôi phục lại hoàn toàn cũng tương đối mất thời gian. Mất bao lâu? chương 1185, bây giờ đến lượt tôi. Ít nhất cũng phải nửa giờ. Hạ Thiên trả lời. Mị Nhi lại có ý nghĩ muốn đánh Hạ Thiên một trận, vậy mà bảo là tương đối lâu. Làm nàng còn tưởng rằng vài tháng thậm chí là vài năm, không ngờ kết quả là chưa đến một giờ. Không vội, tôi chờ cậu là được. Một lúc lâu sau Mị Nhi mới dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên cũng không nói thêm điều gì, hắn bắt đầu đâm ngân châm vào người Chu Nhất cải tạo cơ năng cho đối phương. Vô tình đã nửa giờ trôi qua, và quá trình trị liệu của Hạ Thiên với Chu Nhất cũng đã chuẩn bị kết thúc, nhưng đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên một âm thanh. Các người là ai? Các người đang làm gì? Một nam một nữ từ ngoài cổng đi vào, cả hai đều còn rất trẻ, còn chưa đến 30, mà đối với Mị Nhi thì người phụ nữ vừa mở miệng khá xinh đẹp, dáng người rất tốt. Nhưng Mị Nhi có tự tin, nàng so ra xinh đẹp, thậm chí dáng người cũng đẹp hơn rất nhiều. Nhưng người phụ nữ kia ăn mặc không đơn điệu như nàng, nhẫn vòng vàng dây truyền tất cả đều đủ, trang phục lễ hội, nhưng lúc này là buổi trưa mà ăn mặc trang phục lễ hội như vậy thì cũng không bình thường. Còn người đàn ông kia bộ dạng khá phong nhã, cũng rất cao, giống như một người mẫu. Mị Nhi nhìn người đàn ông này, sau đó lại nhìn Hạ Thiên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông này đẹp trai hơn Sắc Lang Hạ Thiên rất nhiều, nhưng nàng cũng có thể thấy tên kia chỉ đẹp mã mà thôi nàng chỉ cần dùng một ngón tay là cũng có thể cho đàn ông đo đất. Ngụy Nhi đang định mở miệng thì người phụ nữ kia thấy Chu Nhất nằm trên mặt đất, đầu tiên là có chút sững sờ, nhưng sau đó lại chuyển thành kinh ngạc, tức giận. Chỉ vài giây mà người phụ nữ này đã có vài biểu hiện khác biệt, không thể không nói nàng có thể là một diễn viên siêu cấp. Chồng, chồng, sao anh lại ra thế này? Các người là, các người làm gì chồng tôi? Người phụ nữ kia nhào đến Hạ Thiên, Đồng thời nàng còn lấy điện thoại ra vội vàng gọi đi. Alo, là 110 sao? Nơi này là Mị Nhi khẽ vươn tay, nàng cướp điện thoại của đối phương, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời mở miệng hỏi. Cô là vợ của Chu Nhất. Mị Nhi thật sự có chút kỳ quái, trước đó thật lâu nàng đã gặp Chu Nhất một lần, khi đó bên cạnh Chu Nhất cũng có một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ kia cũng không phải là người này mị nhi càng ngạc nhiên hơn vì vừa rồi cùng hạ thiên đi vào lại nghe thấy chu nhất nói muốn ly hôn nếu người phụ nữ này là vợ của chu nhất như vậy người mà chu nhất nói muốn ly hôn để đi theo kẻ mặt trắng chính là người phụ nữ này nhưng vấn đề là lúc này nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng có cảm tình rất tốt với chu nhất đúng vậy tôi là lam hà chu nhất là chồng tôi các người là ai các người muốn làm gì người phụ nữ tự xưng là lam hà đứng ra chất vấn mị nhi hắn là ai mị nhi cũng không trả lời vấn đề của lam hà nàng chỉ vào tên đàn ông bên cạnh đối phương rồi hỏi cậu ta là em kết nghĩa của tôi lam hà vô thức trả lời một câu sau đó nàng kịp thời phản ứng dùng ánh mắt căm tức nhìn mị nhi liên quan gì đến cô các người rốt cuộc là ai các người muốn làm gì chồng tôi hừ cái gì là em kết nghĩ là cây em à một âm thanh bất mãn vang lên người nói không phải là ai khác chính là chu nhất anh anh không việc gì khi thấy chu nhất đột nhiên ngồi lên vẻ mặt lam hà chợt biến đổi lớn muốn tao chết sao cũng không dễ dàng vậy đâu chu nhất hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn mỹ nhi nhà đầu đừng quan tâm đến con đàn bà này cô ta là một diễn viên rất giỏi diễn trò năm xưa tôi bị cô ta lừa cô ta nói thật sự sùng bái một anh hùng như tôi sau đó cùng kết hôn không ngờ cô ta từ đâu mà biết được tôi có tài sản vài chục triệu chẳng qua chỉ đến đây gạt tiền bây giờ không được xu nào thì đi theo thằng mặt trắng này đúng rồi thằng này là lam hiểu long cùng họ với cô ta là một người mẫu con bà nó là một thằng đàn ông nhưng có gương mặt như đàn bà không bằng trực tiếp đi bán mông cho rồi chu nhất anh đừng ngậm máu phun người vẻ mặt lam hà rất khó coi tranh thủ đưa thằng mặt trắng của mày cút đi cho ông nếu không hôm nay ông chặt đứt chân nó chu nhất hừ một tiếng sau đó lão chợt ổ lên. Sao hôm nay tao thấy là lạ thế này, giống như chân có lại cảm giác. Nói nhảm, tôi vừa chữa cho ông. Hạ Thiên tức giận nói. Này, mau đổi con vợ diễn viên kia đi, thuận tiện đánh gãy chân thằng chó mặt trắng, lát nữa tôi sẽ đánh ông. Tốt rồi sao? Chu nhất chợt ngẩn ngơ, dù lão có chút khó tin nhưng vẫn thử đứng lên, mà lão cũng nhanh chóng phát hiện, mình không mất quá nhiều sức lực đã đơn giản đứng lên. Á, lam hà hô lên kinh hoàng gương mặt nàng chợt trở nên trắng bệch trong mắt tràn đầy cái nhìn khó tin điều này điều này sao có thể chu nhất sao lại đứng lên được rồi vẻ mặt tên mặt trắng lam hiểu long cũng biến đổi lớn rõ ràng đây là tình huống hắn không ngờ tới chu nhất đi thử vài bước sau đó nhảy vài cái trên mặt lộ ra vẻ vui sướng ha 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 tốt lắm ông cảm thấy rất tốt trước tiên ông bẻ gãy chân thằng này xem thế nào Chu Nhất nói thì làm ngay, hắn phóng đến trước mặt tên mặt trắng Lam Hiểu Long, tung một đá. Tên Lam Hiểu Long đáng thương tuy nhìn có vẻ cao lớn nhưng thật sự như những gì Mỹ Nhi phán đoán, tên này chỉ là gối theo hoa mà thôi, tên khốn này hét lên một tiếng, bị Chu Nhất đá ngã lăn xuống đất. Bi kịch của Lam Hiểu Long còn chưa chấm dứt, Chu Nhất đá đối phương ngã xuống, sau đó lại đá điên cuồng, đá cho đối phương liên tục kêu gào thảm thiết, lăn qua lăn lại. Dừng tay, mau dừng tay, Chu Nhất, anh điên rồi, anh sẽ đánh chết người. Lam Hà ở bên kia quát lớn, nàng có vẻ thật sự hoảng loạn. Câm mồm, Chu Nhất Thuận tay tát lên mặt Lam Hà. Con đàn bà khốn nạn, ông đã sớm nói với mày rồi, ông dù đánh chết chúng mày cũng sẽ không có vấn đề gì, mày còn cảm thấy không đúng, còn muốn tìm ông đòi tiền. Ông nói cho mày biết, bây giờ ông đã chết đôi cẩu nam nữ chúng mày, ông cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Á, à, lam hà kêu lên đau đớn rồi ngã xuống đất sau đó bị chu nhất đá điên cuồng đáng thương cho một người phụ nữ trước đó cũng có chút xinh đẹp bây giờ chỉ bị đánh đấm một lúc thậm chí cha mẹ cũng không nhận ra tha mạng tha cho tôi đại ca sự việc không liên quan đến tôi lam hiểu long bắt đầu cầu xin tha thứ đừng đánh em sai rồi em thật sự biết sai rồi lam hà cũng nhanh chóng cầu xin tha thứ hừ bọn đê tiện chu nhất cuối cùng cũng ngừng đá hắn nhổ nước miếng lên người lam hà cút cút ngay cho ông sau này đừng hiện ra trước mặt ông lam hà và lam hiểu long cũng không dám nói thêm điều gì bọn họ cố sức bỏ lên sau đó thất tha thất thểu bỏ đi ha 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 khi thấy cặp nam nữ kia biến mất trong tầm mắt chu nhất cười lớn vài tiếng sau đó lại cầm nửa bình rượu còn sót lại trên mặt đất uống sạch sướng Thật sự rất sướng, đã 10 năm rồi ông chưa sướng như vậy. Này, ông già hỏng bét, ông vừa đánh sướng tay, bây giờ đến lượt tôi." Hạ Thiên lúc này tức giận nói. "Tôi đã sớm muốn đánh ông, bây giờ ông đã tốt rồi, cũng đừng nói tôi ức hiếp kẻ tàn phế." "Tiểu tử, ta đã nói ta không tàn á." Chu nhất phản bác còn chưa xong thì đã thấy trước mắt bừng lên đầy ánh sao, sau đó té xuống đất. "Tiểu tử chơi trò đánh lén, á, đau." Chu Nhất không phục lớn tiếng mắng Hạ Thiên, sau đó lại trúng vài đòn. Dừng tay, mau dừng tay, không cho phép đánh nhau. Mị Nhi đứng bên cạnh giở khóc giở cười, người này đúng là chứa tốt cho Chu Nhất, bây giờ lại đánh sao? Vợ Mị Nhi, người này cần ăn đòn, tôi không đánh thì đối phương không biết ai mới là nhất ca. Hạ Thiên lúc này cũng không nghe Mị Nhi, hắn tiếp tục đá Chu Nhất một cái. Vậy cậu đã đánh rồi, sao còn chưa dừng tay? Mị Nhi thật sự phục Hạ Thiên, nào có loại người như hắn, chữa xong lại đánh cho đối phương tàn phế sao? Tiểu tử, ta không phải lão nhân, ta mới hơn 40. Á, à, tiểu tử không biết ra tay nhẹ chút sao? Chu nhất bị đánh mà không tức giận, cũng không thỏa mãn cách xưng hô của Hạ Thiên. Này nha đầu, tiểu tử này rốt cuộc là quái thai ở đâu ra, sao đánh đấm ghê vậy? Ông mới là quái thai, tôi là người bình thường. Hạ Thiên lại mất hứng, hắn nhấc chân muốn đá Mị Nhi lóe người đến trước mặt Hạ Thiên, nàng giang hai tay ôm lấy hắn. Nàng cũng không muốn để hắn tiếp tục đánh Chu Nhất, người ta dù sao cũng là một truyền. Kỳ của ám tổ, bây giờ bị Hạ Thiên là một tổ trưởng ám tổ đánh cho điên cuồng, nếu truyền ra ngoài thì mọi người thật sự cũng không biết ám tổ đang làm gì. Tuy thân thủ của Mỹ Nhi thật sự không sánh được với Hạ Thiên, nhưng một chiêu này của nàng thật sự làm cho Hạ Thiên khó thoát. Vì đây là chiêu thức tình yêu, Hạ Thiên. Chiêu gì cũng có thể tránh, chỉ chiêu tình yêu là sẽ không trốn. Vì thế Mị Nhi thuận lợi ôm lấy Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên cũng ôm Mị Nhi. "Vợ Mị Nhi, tôi phải đá người này một cái nữa." Hạ Thiên ôm Mị Nhi và vẫn muốn đá Chu Nhất, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì không đá được nữa, vì Mị Nhi đột nhiên chủ động hôn hắn. Hạ Thiên chợt dừng hành động, Mị Nhi chủ động hôn hắn, đây là lần đầu tiên, sao có thể bỏ qua? Mình có phải cũng điên rồi? Mị Nhi chợt có ý nghĩ như vậy. Vì nàng khó mà tin mình có thể dùng chiêu này để đối phó với Hạ Thiên. Nàng chỉ có thể quy tội cho hắn, đúng là gần mực thì đen, nàng. Nhất định là cùng ở bên cạnh Hạ Thiên, vì vậy mới không bình thường. Lúc này Mị Nhi lại phát hiện hành động của Hạ Thiên, tên này nhấc chân đá chu nhất vang ra. Chương 1186, tối đa chỉ là chư ca mà thôi. Mị Nhi bị chọc tức, nàng đột nhiên đẩy Hạ Thiên ra rồi thở phì phò nói. Này sao cậu còn đánh ông ta? á, à, bên kia chu nhất vừa ngã xuống, lão phát ra tiếng rên lớn, sau đó ho khan vài tiếng. khổ khổ, nhà đầu, lần này không trách tiểu tử này, tôi thấy hai người đang thân mật, muốn đánh lén hắn. ôi, đau quá, tiểu tử ngươi không biết ra tay nhẹ một chút sao? Hạ Thiên lúc này cũng nói, vợ Mị Nhi, chị cũng nghe thấy rồi đấy, không được oán trách tôi. Mị Nhi chợt ngẩn ngơ vừa rồi đầu óc nàng có hơi rối loạn, vì vậy cũng không chú ý Chu Nhất đánh lén Hạ Thiên. Bây giờ Chu Nhất chủ động thừa nhận điều này, nàng cũng ý thức được, ít nhất lúc này không thể trách Hạ Thiên. Thậm chí nàng còn cảm thấy, nếu mình biết Chu Nhất sẽ đánh lén, cũng sẽ đánh văng Chu Nhất. Vợ Mỹ Nhi, để tôi hôn lại một cái. Hạ Thiên muốn ôm Mỹ Nhi, đồng thời muốn hôn lên môi nàng. Không được. Mỹ Nhi từ chối, sau đó nàng lấy tay che miệng mình, hạ thiên không thể làm gì được vợ mị nhi sao lại như vậy hạ thiên có chút mất hứng chị có thể hôn tôi sao không cho tôi hôn chị không được là không được mị nhi tức giận nói đừng quên những gì cậu đồng ý vào tối qua hạ thiên có chút buồn bực sau đó lại lấy lùi làm tiếng tôi ôm một cái cũng được chứ cũng không được mị nhi lại từ chối khụ khụ chu nhất cuối cùng cũng bỏ lên này, vợ chồng son các người, đây là lúc nào rồi? Nhà đầu, cô rõ ràng thích tiểu tử này, cho hắn ôm một cái và hôn một cái cũng không được sao? Không cần lo cho tôi, tôi sẽ coi như không có gì xảy ra. Này ông lão hỏng bét, cuối cùng mới thấy ông nói tiếng người. Hạ Thiên lập tức có hảo cảm với Chu Nhất. Tiểu tử, cho dù cậu lợi hại thì cũng đừng nói lung tung, tôi không phải là ông lão hỏng bét, tôi mới hơn 40 mà thôi. Chu Nhất lại kháng nghị đàn ông bốn mươi như một cành hoa bây giờ tôi đang ở vào độ tuổi hoàng kim ông không phải là phụ nữ còn như hoa như ngọc cái gì hạ thiên bĩu môi còn nữa ông không biết soi gương sao ông xem lại mình đi tôi bảo ông là lão già hỏng bét rõ ràng đã khen ông rồi nếu ông nhìn vào gương sợ rằng phải đập hai bình rượu vào đầu chu nhất cầm bình rượu lên nhìn nhìn sau đó nhìn mỹ nhi nhà đầu hình dáng của ta rất không song sao ta biết rõ cô có tâm tư tốt, cũng không cố ý đả kích như tiểu tử kia. Mị Nhi cũng thật sự là khá tốt, ít nhất cũng thật lòng hơn Hạ Thiên, vì vậy lời nói của nàng cũng uyển chuyển hơn. Đội trưởng Chu, bây giờ chú khá tốt, chẳng qua có hơi già. Được, nhà đầu, ta hiểu, bây giờ ta sẽ tiến vào thu thập một chút. Còn nữa, hai người đợi chút, tôi sẽ mời hai người đi làm một trầu. Chu nhất cuối cùng cũng tin hình tượng của mình là không tốt, hắn nói xong thì lập tức đi vào nhà khi thấy chu nhất đi vào thì hạ thiên bắt đầu cổ động mị nhi vợ mị nhi chúng ta đi thôi bây giờ đã là giữa trưa chúng ta đi ăn cơm thôi cậu rất đói sao mị nhi tức giận hỏi à có hơi đói vừa rồi chưa ăn no hạ thiên nghiêm trang trả lời vừa rồi chưa ăn no mị nhi có chút kỳ quái không phải cậu vừa ăn xong sao đúng vậy vợ mị nhi tôi vừa nếm qua chị, nhưng chị không cho ăn tiếp, vì thế tôi vẫn có hơi đói. Hạ Thiên cười hì hì nói, cậu có thể đừng háo sắc cả ngày như thế này được không? Nghị Nhi tức giận cắt ngang lời Hạ Thiên. Còn nữa, cậu muốn ăn cơm thì tự đi, theo cậu đi ăn cơm, không bằng tôi ở đây uống rượu. Vợ Mỹ Nhi, chỉ thích uống rượu hơn sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Ai nói tôi thích uống rượu? Mỹ Nhi hừ một tiếng tôi chỉ không muốn đi ăn với cậu vợ mị nhi tôi hiểu rồi tôi càng thích ăn chị chị chắc chắn cũng thích ăn tôi vì vậy mới không thích ăn cơm hạ thiên nghiêm trang trả lời mị nhi muốn đả kích hạ thiên nhưng nàng nghe thấy hắn nói như vậy thì thật sự hết chỗ nói đây rốt cuộc là người gì rõ ràng bản lĩnh tự thân đa tình là đệ nhất mị nhi quyết định không quan tâm đến hạ thiên nàng đứng trong sân chờ chu nhất đi ra tất nhiên nàng thật sự không muốn uống rượu với chu nhất nhưng đối phương dù sao cũng là một truyền kỳ của Ám Tổ, bây giờ đã khôi phục lại như thường, nàng cần hỏi xem Chu Nhất có hứng thú quay lại Ám Tổ hay không. Nếu tình nguyện, đây là chuyện tốt với Ám Tổ. Nhà đầu, bây giờ tôi tốt rồi chứ. Vài phút sau, âm thanh của Chu Nhất đã vang lên. Mị Nhi và Hạ Thiên cùng quay đầu nhìn, sau đó cả hai đều ngây người. Chu Nhất thật sự biến đổi quá lớn. Trước đó Chu Nhất có vẻ giống như một tên ăn mày, một lão già hỏng bét, một tử quỷ bẩn thỉu nhưng bây giờ người này lại giống hệt như một nhân sĩ thành công. Sâu cạo sạch, tóc cắt ngắn, dài tây, còn thắt cà vạt, Hạ Thiên thậm chí còn có thể thấy mùi nước hoa trên người đối phương. À, đội trưởng Chu, bây giờ anh thật sự rất tốt. Mị Nhi lên tiếng, thậm chí còn sửa từ chú thành từ anh. Ôi, bây giờ tôi đã thật sự tin ông không phải là ông lão hỏng hết, thật sự mới chỉ hơn 40. Hạ Thiên cũng nói một câu. Hi hi, đã nói rồi, chỉ cần thu thập một chút, tuyệt đối sẽ không giảm đi phong thái năm xưa. Chu Nhất nghe rõ câu trả lời của hai người thì chợt cảm thấy hưng phấn. Đi thôi, nhà đầu, tiểu tử, tôi đưa hai người đi uống rượu, tôi biết rõ một chỗ, nơi đó có rượu đặc biệt để uống. Nghe tôi nói này, chỗ đó có rượu ngon hơn cả Mao Đài và La Phi, nhưng lại rất rẻ. Được, đi uống rượu. Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, sau đó hắn đồng ý. Mị Nhi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, vì nàng thấy Hạ Thiên đồng ý khá sảng khoái, chắc chắn có âm mưu. Tất nhiên Mị Nhi cũng không quá quan tâm, người này nếu thật sự có âm mưu thì nhất định là muốn chiếm tiện nghi của nàng, không có gì khác. Đi một chút, chỗ kia cũng không cách đây quá xa, trước kia tôi đi xe lăn mất nửa giờ, bây giờ chúng ta đi bộ sang chỉ mất 10 phút mà thôi. Chu Nhất nói, đồng thời còn cảm khái. Đã lâu chưa dùng qua hai cái chân này, hôm nay nên dùng cho tốt, nên đi vài bước mới được chu nhất nhanh chóng rời khỏi cổng hạ thiên và mỹ nhi cũng đi theo lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy đến xe dừng lại một nam một nữ cảnh sát đi xuống ai là chu nhất nữ cảnh sát mở miệng hỏi là tôi thế nào lam hà báo cảnh sát sao chu nhất mở miệng hỏi chu tiên sinh làm phiền theo chúng tôi đến đồn cảnh sát người nam cảnh sát mở miệng nói này ông ta không rãnh chúng tôi còn phải đi uống rượu chu nhất còn chưa kịp lên tiếng hạ thiên đã đón lời hắn quyết định thừa dịp vợ mị nhi uống quá chén để làm tí vì vậy bây giờ chuyện uống rượu rất quan trọng cũng không thể để cho đám người này phá hoại được anh là nữ cảnh sát nhìn hạ thiên trên mặt xuất hiện biểu cảm mê hoặc vì nàng thấy đối phương có chút quen mắt tôi là hạ thiên các người đứng cách xa ra một chút nếu không sẽ ăn đòn hạ thiên tức giận nói hạ thiên Nữ cảnh sát nghe thấy cái tên như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, mà vẻ mặt tên nam cảnh sát cũng không quá tốt, bọn họ nhìn nhau, sau đó mở miệng nói. Xấu hổ quá, hạ tiên sinh, chúng tôi không biết anh ở đây, chúng tôi sẽ không quấy dày. Hai người này vừa nói xong thì lập tức tiến vào xe cảnh sát rồi nhanh chóng bỏ đi, bọn họ chỉ là hai cảnh sát bình thường, tuyệt đối không dám đắc tội với hạ tiên. Này tiểu tử, cậu có vẻ rất có danh tiếng thì phải chu nhất chợt ngẩn ngơ sau đó quay sang hỏi mỹ nhi nhà đầu tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì hắn là một sắc lang không gì không làm mỹ nhi dùng một câu đơn giản khái quát thân phận của hạ thiên vợ mỹ nhi chị thật sự không hổ danh là vợ tôi đúng là hiểu tôi hạ thiên cười hì hì nói sau đó trừng mắt nhìn chu nhất này ông lão hỏng bét ông đừng gọi tôi là tiểu tử tôi là đại ca của ông ông hiểu không nhưng ông cũng đừng gọi tôi là đại ca, gọi tên là được, miễn người ta thấy tôi làm đại ca của ông, tôi cũng xấu hổ." Chu Nhất chợt sinh ra cảm xúc muốn ói máu, xấu hổ, tiểu tử này đúng là không phải bình thường. "Đội trưởng Chu, tôi thấy anh nên trực tiếp gọi hắn là Hạ Thiên." Mị Nhi lúc này cũng nói một câu, vì nàng biết Hạ Thiên tính tình không tốt, lỡ hắn đánh Chu Nhất thành tàn phế một lần nữa sẽ không tốt. "Được rồi, nhà đầu, tôi sẽ nghe lời cô. À, còn nữa nhà đầu cô cũng đừng gọi tôi là đội trưởng gì đó nghe rất lạ nên gọi nhất ca tôi cũng không ngại chu nhất rất hoài niệm cách xưng hô như vậy không phải là nhất ca nhiều nhất chỉ xem là chư ca hạ thiên thuận miệng mắng một câu cái gì là chu ca này tiểu tử à hạ thiên chữ gì ca chu nhất chợt có phản ứng là chư ca trong chư bát giới hạ thiên lười biếng nói chu nhất lại muốn ói máu rõ ràng mình là chư ca tôi định gọi là chú chu mị nhi mở miệng thôi thì cùng thời với chú chu cháu gọi là chú triệu bây giờ gọi luôn là chú chu sưng hô thế nào cũng được chu nhất đồng ý sau đó nhìn hạ thiên này cậu là bạn trai của nha đầu này cũng nên gọi tôi một tiếng chú hiểu không có phải ông muốn ăn đòn hạ thiên trừng mắt nhìn chu nhất chu nhất không dám nói tiếp vì những chỗ bị Hạ Thiên đánh vẫn còn khá đau. Chu Nhất đi thêm một đoạn và nói: "Đến rồi, là chỗ này." Hạ Thiên nhìn lên, phát hiện nơi này không có biển hiệu, chỉ treo một cái đèn gờ, bên trên viết một chữ rượu, hơn nữa lại rất nhỏ, cũng không thấy ai bên trong. Rượu nơi này uống rất ngon sao? Hạ Thiên có chút nghi ngờ. Ông là đầu heo à? Chương 1187, đánh hắn một trận được không? Nói nhảm rượu nơi đây tuyệt đối ngon nhất thủ đô chu nhất nói rồi đi vào bên trong quán nhưng vừa đi vào thì hắn chợt cảm thấy không đúng khoan đã cậu vừa gọi tôi là gì đầu heo hạ thiên lười biếng nói vẻ mặt chu nhất chợt xám xịt sao tôi lại là đầu heo à định gọi ông là ông chu nhưng cảm thấy như vậy không hay nên gọi là đầu heo cho nhanh hạ thiên có vẻ rất có lý do chu nhất hầu như muốn tan vỡ này, cậu có thể gọi tôi là ông Chu, thậm chí cũng có thể làm ông lão hỏng hết, cậu sao lại kêu là đầu heo? Không thể, tôi cảm thấy cách gọi này rất hay, ông không phục thì ra đây sâu lâu, đánh không lại thì chỉ gọi là đầu heo. Hạ Thiên lười biếng nói. Chu nhất chợt sinh ra xúc động muốn chết, hắn sao gặp phải một tiểu tử không nói lý lẽ thế này? Chu tiên sinh, anh đã đến, ớ. Chu tiên sinh, chân, chân của anh. Một âm thanh truyền đến, nhưng mới vang lên một nửa đã biến thành kinh hoàng. "Anh Đỗ, chân của tôi đã lành nên cố ý đến đây uống ly rượu mừng, mang rượu nữ nhi hồng tốt rất ra đây, không có vấn đề gì chứ?" Chu nhất đón lời. "Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, Chu tiên sinh ngồi một chút, tôi sẽ đưa đến ngay." Đây là một người đàn ông hơn 50, dáng người trung đẳng, nhìn qua rất bình thường, nhưng lúc này hắn ta có hơi kích động, nói một câu rồi chạy vào bên trong. Nhà đầu ngồi ngồi đi rượu ngon sắp được đưa lên rồi chu nhất mời mị nhi ngồi xuống còn mặc kệ hạ thiên không thèm liên hệ để mình khỏi bị người ta làm cho tức chết chỗ này không có biển hiệu gì sao mị nhi ngồi xuống thì tò mò hỏi rượu ngon thì cần gì biển hiệu chu nhất đáp lời nhà đầu tôi đã nói rồi trong này có rượu nữ nhi hồng chính tông đảm bảo trước nay mọi người chưa từng được uống Chu Nhất đang nói thì anh Đỗ kia đã ôm đến một bình rượu. Chu Tiên Sinh, đây là rượu nữ nhi hồng lâu năm ở quán chúng tôi, thật sự đã 30 năm, anh với bạn từ từ uống, tôi đi lấy món nhắm. À, anh Đỗ, đã làm phiền anh. Chu Nhất tiếp nhận bình rượu, mở ra, mùi rượu chợt bay khắp bốn phía. À, mùi rượu rất tốt. Hạ Thiên vung tay cướp lấy bình rượu, sau đó rót cho mình một chén, sau đó rót cho Mị Nhi một chén. Cuối cùng hắn bưng bát rượu lên làm một hơi cạn sạch. Đúng là rượu ngon, vợ Mị Nhi, chỉ cũng làm một chén đi. Cho tôi một chút, cho tôi một chút xem thế nào. Chu Nhất ở bên kia thúc giục. Hạ Thiên cũng rót cho Chu Nhất một chén, sau đó tiếp tục rót cho mình một chén, lại uống cạn. Sao lại rót được một chút như vậy? Chu Nhất rất buồn bực. Chỉ có chút đáy. Rõ ràng ông bảo tôi rót cho ông một chút, tôi làm đúng rồi, chỉ một chút mà thôi. Hạ Thiên dùng giọng hùng hồn nói, sau đó lại rót cho mình một chén, đồng thời nói với Mị Nhi. Vợ Mị Nhi, chị uống thử xem, có thích không? Mị Nhi thật sự bưng chén lên nhấp một miếng, sau đó nàng phun ra. Trời, không dễ uống. À, coi như tôi an tâm. Hạ Thiên đầu tiên là uống cạn, sau đó nâng vào rượu, há miệng, trực tiếp đổ tất cả vào miệng. Mị Nhi và Chu nhất trợn mắt há mồm, một phút sau hai người bọn họ mới có phản ứng này uống từ từ thôi đừng uống say mị nhi vẫn rất quan tâm đến hạ thiên sợ hắn uống nhiều quá hạ thiên chừa lại một chút chừa lại một chút tôi còn chưa được uống chu nhất chỉ quan tâm đến rượu được tôi chừa cho ông một chút hạ thiên cuối cùng cũng dừng lại hắn đưa vò rượu vào trong tay chu nhất rồi nói rượu ngon chu nhất cầm lấy vò đổ vào chén của mình sau đó hắn thật sự đổ ra ngoài được một chút, khoảng vài chục giọt, Hạ Thiên thật sự lưu lại cho hắn đủ số rượu để làm kỷ niệm. Khoảnh khắc này Chu Nhất chợt sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, rượu nữ nhi hồng 30 năm mà hắn rất thích đã không còn. Chu Nhất nâng chén mà bên trong chỉ còn một nửa rót vào miệng, sau đó thật sự muốn khóc, rượu này thật sự rất tốt, còn thuần và thơm hơn trước kia rất nhiều, nhưng rất tiếc là không còn. Nhà đầu, chúng ta thương lượng một chút nhé chu nhất chợt nhìn thấy chén rượu của mỹ nhi hai mắt hắn chợt tỏa sáng lại lấy được hưng phấn nhưng chu nhất vừa nói ra lời này thì hạ thiên đã vươn tay chộp lấy chén rượu trước mặt mỹ nhi rồi ngửa cổ uống sạch lúc này mỹ nhi mở miệng hỏi thăm chú chu có chuyện gì lúc này coi như vẻ hưng phấn của chu nhất đã biến mất hắn lắc đầu không còn chút sức lực không có gì sau này nhớ nhắc nhở tôi ngàn vạn lần đừng cùng bạn trai thùng rượu của cô đi uống rượu nay đầu heo, tôi không phải là bạn trai của vợ Mỹ Nhi, tôi là chồng của chị ấy. Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu. Chu Nhất dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, hắn thậm chí sinh ra xúc động muốn đánh Hạ Thiên, tiểu tử này quá ức hiếp người. Chu Tiên sinh, chỗ này còn vài món nhắm rượu, các người cứ ăn trước, không đủ cứ nói, tôi sẽ lấy thêm. Lúc này anh Đỗ đã đi đến. Anh Đỗ, tôi chưa biết món nhắm có đủ không nhưng rượu thì không đủ, anh còn nữ nhi hồng 30 năm không? Chu Nhất dùng giọng mất hết sức lực nói, hắn cảm thấy anh Đỗ rất có thể không còn loại rượu ngon này, vì rượu này uống một vò sẽ thiếu một vò. Anh Đỗ cũng vô thức nhìn vào vò rượu nữ nhi hồng, ngay sau đó phát hiện rượu đã không còn, vì vậy mà ngây người rồi dùng giọng xin lỗi nói. Chu Tiên Sinh, xấu hổ quá, 30 năm thì không còn, nhưng còn 20 năm, Chu Tiên Sinh có muốn không? Muốn, tất nhiên là muốn. Chu Nhất chấn động tinh thần, sau đó vội vàng đứng lên. "Anh Đỗ, tôi với anh đi lấy rượu." Chu Nhất lúc này quyết định uống trong hầm rượu, sau đó mới đi ra. Nhưng khi hắn đến hầm rượu thì sự việc làm hắn tan vỡ đã xảy ra, vì anh Đỗ nói đã không còn thấy rượu đâu. Tám phần là tiểu tử kia trộm đi. Chu Nhất có ý nghĩ này, sau đó hắn quay ra, đúng như hắn dự đoán, hắn thấy trên mặt bàn có vài bình rượu rỗng. Còn Hạ Thiên lúc này đã ngã xuống bên người mị nhi bộ dạng như say rượu nhà đầu chúng ta thương lượng một chút nhé chu nhất bắt đầu tỏ ra muốn thương lượng với mị nhi mị nhi có chút kỳ quái thừa dịp tiểu tử này say rượu để tôi đánh hắn vài cái nhé chu nhất dùng ánh mắt tức giận nhìn hạ thiên hắn thật sự rất muốn đánh đối phương chu thúc thật ra cháu cũng rất muốn đánh hắn mị nhi nhìn hạ thiên sau đó nàng ôm hắn đứng lên nhưng bây giờ hắn đã uống rượu say, cháu nêu đưa hắn về nghỉ ngơi. Cũng biết là nha đầu không nỡ đánh hắn, nhưng không sao, cũng may tiểu tử này còn để lại nữ nhi hồng 10 năm, cũng không cướp đi. Chu nhất có chút buồn bực. Chu thúc, cháu vốn có chuyện muốn nói với chú, nhưng bây giờ không thuận tiện. Thế này nhé, vài ngày nữa chú chu nếu có rảnh thì đến ám tổ một chuyến, đến lúc đó. Cháu sẽ bàn việc với chú mị nhi bị hạ thiên gây náo loạn cũng không thể bàn chuyện với chu nhất được tôi sẽ đến chu nhất đồng ý cực kỳ sảng khoái cô đưa tiểu tử này đi cho nhanh miễn hắn tỉnh lại thì tiếp tục cướp rượu với tôi mị nhi khẽ gật đầu nàng không nói gì nữa chỉ bế hạ thiên lên đi ra quán rượu sau đó nàng dùng tốc độ cực nhanh chạy đến bên ngoài căn nhà tứ hợp viện của chu nhất xe của nàng còn dừng lại ở đây mị nhi đặt hạ thiên xuống sau xe Nàng đang định đứng thẳng người lên, nhưng nàng chợt phát hiện mình không thể, vì hai tay của hắn đã ôm chặt lấy nàng từ khi nào. Lúc này Mị Nhi cũng không quan tâm, người say rượu mà như vậy cũng bình thường, nhưng khi nàng muốn đẩy tay Hạ Thiên ra, nàng chợt phát hiện làm thế nào cũng không gỡ ra được, ngược lại chính nàng còn ngã lên người hắn. Nàng bắt đầu cảm thấy là lạ, đặc biệt là khi Mị Nhi không ngửi thấy mùi rượu trong miệng Hạ Thiên. Nàng càng xác định một vấn đề, đó là Sắc Lang này đang giả vờ say. "Cậu lại gạt tôi?" Mị Nhi bị chọc tức, nàng đấm mạnh lên người Hạ Thiên. "Thả tôi ra. Vợ Mị Nhi, tôi không gạt chị." Hạ Thiên thấy không thể giả vờ được nữa thì mở to mắt dùng giọng vô tội nói. "Tôi thật sự say rượu, chẳng qua tỉnh khá nhanh mà thôi." "Thật sao?" Mị Nhi thật sự có chút hoài nghi. "Tất nhiên là thật, thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ uống say." trước kia uống thế nào cũng không say hôm nay có lẽ uống quá nhanh vì vậy mới say trong phút chốc nhưng cũng nhanh chóng tỉnh vì vậy vợ mị nhi tôi không gạt chị hạ thiên dùng lời thề sắt son nói được rồi tôi tin tưởng cậu một lần mị nhi cảm thấy lời giải thích của hạ thiên cũng không quá lộ cũng không truy cứu đi thôi chúng ta đi dùng cơm tôi nghe nói để bụng rỗng rất dễ say vì vậy vừa rồi cậu mới say được chúng ta đi dùng cơm Hạ Thiên đồng ý, cuối cùng cũng không có chu nhất đứng đây làm bóng đèn. Nghị Nhi không nói gì thêm, nàng lái xe đưa Hạ Thiên đi, sau đó tìm một nhà hàng khá tốt ở ven đường, đi vào đặt một bàn, bắt đầu bữa cơm trưa. Ăn được một nửa thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên cầm điện thoại lên xem, hắn phát hiện là sử bằng phi điện thoại đến, vì vậy nhận điện thoại. "Này, chuyện gì vậy? Hạ thần y, lần trước chúng ta đã bàn chuyện, bây giờ đã có tiến triển?" bọn họ yêu cầu tiểu bội đặt tư liệu trong một hộp giữ đồ ở siêu thị, sau đó nhanh chóng đưa mật mã cho bọn họ. Sử bằng phi hạ giọng nói. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Chuyện này à, tôi biết rồi, trước tiên tôi sắp xếp vài chuyện, lát nữa sẽ điện thoại cho anh. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó cúp điện thoại, bây giờ hắn không quan tâm đến vấn đề này, hắn thấy nên ăn cơm xong với mị nhi cái đã. chương 1188 còn có thể cứu được. Bữa cơm này Hạ Thiên cũng không ăn nhiều, trước đó hắn uống nhiều, đã khá no, nhưng vì cùng tiến hành một bữa cơm chung với vợ Mị Nhi, hắn đành phải cố gắng ăn chậm lại. Vì thế bọn họ bắt đầu dùng cơm từ lúc 12 giờ, bây giờ là 2 giờ còn chưa xong. "Sao hôm nay cậu ăn chậm như vậy?" Mị Nhi đã sớm buông đũa, nàng thấy đã là 2 giờ, tất nhiên cũng không nhịn được mà hỏi. "Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ đến một vấn đề." Hạ Thiên chân thành trả lời. "Nghĩ gì?" Mị Nhi có chút mất hứng. Cậu ăn có bữa cơm mà nghĩ nhiều làm gì? Vợ Mị Nhi, tôi đang nghĩ có phải vẻ đẹp cũng ăn được không? Vì đi với chị hơn nửa ngày mà vẫn chưa ăn no, vì vậy bây giờ ăn rất chậm. Hạ Thiên tuy trả lời rất chuyên chú, nhưng lời nói rõ ràng không nghiêm túc. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Mị Nhi tức giận nói, người này đúng là, không phút giây nào không muốn đùa dẫn nàng. Vợ Mị Nhi, thật ra tôi cảm thấy mình còn chữa được. Hạ Thiên cười hì hì nói, Mị Nhi chợt chán nản, người này sao lại nói những lời rối loạn thế này? Một lúc lâu sau Mị Nhi mới mở miệng nói, "Được rồi, mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ đi." "À, tôi cũng đã ăn xong, nhưng vợ Mị Nhi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói." Hạ Thiên buông đũa xuống rồi nói đến chuyện của An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi. Lại có liên quan đến CIA. Mị Nhi nghe Hạ Thiên nói xong mà không khỏi nhíu mày. Đám người kia không phải bị hốt một mẻ rồi sao? Vợ Mị Nhi, đám người này là dịch chi ngôn, bình thường là độc lập vận hành, vì thế hôm trước chúng ta bắt được khá nhiều tên CIA, nhưng vẫn chưa bắt được đám dịch. Chi ngôn, lần này biết đâu sẽ bắt được vài tên." Hạ Thiên nhanh chóng nói. Mị Nhi trầm ngâm, sau đó nàng khẽ gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp, chuyện này trước kia do Mộc Hàm phụ trách, bây giờ cô ấy còn chưa quay lại, tôi sẽ tạm thời tiếp nhận." tôi sẽ cho người liên lạc với Sử Bằng Phi và An Tiểu Bội, sắp xếp hành động cụ thể, chỉ cần đối phương xuất hiện, muốn bắt người là không khó, dù sao thủ đoạn bước cung của cậu cũng rất lợi hại, đến lúc đó hỏi vài câu sẽ tìm được nhân vật quan trọng. Tốt, vợ Mỹ Nhi nhắc bọn họ cẩn thận một chút, còn nữa, đừng quá tin tưởng An Tiểu Bội, sợ rằng cô ta có vấn đề. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Biết rồi, tôi điện thoại sắp xếp cái đã. Mỹ Nhi lấy điện thoại ra, Đúng lúc này có người gõ cửa kính rồi mở cửa đi vào. Người này là nhân viên phục vụ nhà hàng, nàng nhìn Hạ Thiên và Mị Nhi rồi dùng giọng khách khí hỏi. "Tiên sinh, tiểu thư, hai người muốn tính tiền sao?" "Tôi nói sẽ tính tiền bây giờ sao?" Hạ Thiên có chút buồn bực, tuy hắn thật sự muốn tính tiền nhưng vì sao nàng ta biết được? Chẳng lẽ người phụ nữ này có linh tính với hắn? Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ, hắn chợt căng thẳng, hắn sao có thể cùng nàng có linh tính? người này tuyệt đối không đẹp, linh tính cái quái gì. Tiên sinh, xấu hổ quá, nhà hàng chúng tôi có quy định, một bữa cơm không vượt quá 2 giờ, nếu không chúng tôi sẽ thu phí phục vụ. Nếu bây giờ anh không tính tiền, chúng tôi sẽ thu phí phục vụ, nếu các anh không muốn bị thu thêm phí, như vậy nên tính tiền và rời khỏi đây. Nữ nhân viên phục vụ tuy ăn nói rất khách khí nhưng dù thế nào cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái. Hạ Thiên nghe vậy thì cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, may quá, người phụ nữ này không phải có linh tính với hắn, việc hắn lo lắng không phát sinh. Nhưng lúc này Mỹ Nhi lại không thoải mái, nàng không nhịn được phải hỏi. Có ý gì, nhà hàng các người có quy định thời gian ăn cơm sao? Tôi lần đầu tiên gặp một nhà hàng thế này. Thật xin lỗi, tiểu thư, nhà hàng của chúng tôi rất đặc thù, vì chỗ này kinh doanh rất tốt, dù là thời gian nào trong ngày cũng luôn có khách, nếu chúng tôi không quy định giờ dùng cơm, như vậy sẽ tổn thất rất lớn. Nữ nhân viên phục vụ giải thích: Lừa gạt ai vậy? Hạ Thiên bĩu môi. Các người kinh doanh tốt sao? Bây giờ cộng thêm bàn của chúng tôi thì tổng cộng chỉ có 5 bàn có người ngồi mà thôi. Tiên sinh, dù bây giờ có bao nhiêu khách, tóm lại đây là quy định của chúng tôi, nếu các anh không tính tiền, mỗi 1 giờ sẽ thu thêm 100 đồng phí phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ không có ý thỏa hiệp. Nghị Nhi cũng rất mất hứng. Chúng tôi vào dùng cơm sao các người không nói quy định này? tiểu thư trên menu có viết nếu chị không tin thì có thể lấy ra xem nữ nhân viên phục vụ nói mị nhi thật sự lấy menu nhìn qua sau đó nàng thật sự phát hiện ở tờ cuối cùng của menu thật sự có viết nội dung như vậy vấn đề là tờ cuối cùng không có món ăn bình thường cũng không ai xem mà khi gọi thức ăn thì nhân viên phục vụ cũng không nhắc nhở đúng là khó thể giải thích mị nhi mất hứng thôi chúng ta tính tiền rồi đi mị nhi cũng không phải không có tiền trả chẳng qua chỉ là một bữa cơm mà còn bị người ta đuổi đi rõ ràng ảnh hưởng đến tâm tình vợ mị nhi chỉ tiếp tục gọi điện thoại chúng ta không đi hạ thiên lại nói tôi vốn muốn đi nhưng bọn họ nói như vậy tôi không muốn đi được rồi mị nhi cũng có chút căm tức sau đó nàng điện thoại sắp xếp sự kiện của sử bằng phi và an tiểu bội hạ thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ này cô có thể đi thuận tiện nói cho ông chủ biết, hôm nay tôi muốn ăn đến khi nào đi thì đi, hơn nữa tôi cũng không trả tiền gì cả. Tiên sinh, anh nói như vậy, tôi. Nữ nhân viên phục vụ còn muốn nói thêm. Bảo cô đi, cô không nghe thấy sao. Hạ Thiên dùng ánh mắt hung hăng nhìn nữ nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ đáng thương bị ánh mắt của Hạ Thiên làm cho sợ hãi, chống ngực ngừng đập, cũng không dám thở mạnh. Mười giây sau nàng mới giật mình thức. Tỉnh, sau đó vội vàng xoay người đi cũng không dám nói nhiều lời coi như cô thức thời nếu không đi tôi sẽ dùng ánh mắt xử lý cô hạ thiên lầm bầm nói vài phút sau một người đàn ông trung niên hiện ra trước mặt hạ thiên đồng thời còn có nữ nhân viên phục vụ kia đi theo tôi là quản lý ở đây xin hỏi hai vị có ý kiến với cách phục vụ ở đây sao người đàn ông trung niên tự xưng là quản lý chợt mở miệng hỏi đúng vậy Hạ Thiên trả lời: Tôi cảm thấy nhà hàng này nên phá đi được rồi. Tiên sinh, nếu anh thấy hương vị thức ăn không tốt hoặc có vấn đề về vệ sinh, khi đó anh nên nói ngay, bây giờ anh ăn xong mới nói có vấn đề, còn nói không thanh toán. Vị quản lý kia nhìn Hạ Thiên: Có lẽ tiên sinh không phải là người thủ đô, tôi hy vọng tiên sinh hiểu, nơi đây là thủ đô, không lưu hành trò ăn cơm chùa. Nói nhỏ thôi, tôi đang gọi điện thoại. Mị Nhi dùng giọng không vui nói: Tiểu thư, đừng tưởng là gọi điện thoại có thể không thanh toán. Tên quản lý lại cho rằng Mị Nhi đang điện thoại tìm người giúp đỡ, trong lòng không khỏi khinh bỉ Mị Nhi, người này có chút tiền ăn cũng không trả nổi, còn muốn quyệt nợ sao? Đã bảo nhỏ giọng không nghe thấy sao? Hạ Thiên bất mãn nhìn viên quản lý. Tên quản lý chợt nổi giận. Tiên sinh, xin anh nói chuyện khách khí một chút, á. Hạ Thiên vùng cước đạp bay viên quản lý, còn thầm nói: đúng là loại cứng xương không đánh không chịu được á à, nữ nhân viên phục vụ chợt bị dọa hét lên đánh người đánh người á à. hạ thiên lại tung một đá đạp bay nhân viên phục vụ ra ngoài lại có hơn chục người nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân viên phục vụ mà chạy đến hạ thiên cũng không cho bọn họ cơ hội mở miệng trực tiếp đạp bay vì vậy mà chỉ một lúc sau trong cửa hàng đã đầy người nằm đo đất tốt lắm cứ như vậy có vấn đề gì thì báo cáo cho tôi ngay Mị Nhi cuối cùng phát hiện tình huống không đúng, nàng vội vàng nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó đứng dậy kéo Hạ Thiên. "Cậu làm gì vậy? Đánh người?" Hạ Thiên tỏ ra vô tội. "Tên khốn này thích ăn đòn, dám làm ảnh hưởng đến tâm tình dùng cơm của chúng ta." "Được rồi, cậu cũng đã ra tay, chúng ta đi thôi." Mị Nhi rất bất đắc dĩ, tuy nàng thật sự rất bất mãn với nhà hàng này, nhưng nàng cũng không muốn làm quá lố. Vì tránh Hạ Thiên phá tan nhà hàng, Mị Nhi phải kéo hắn quay về, còn chuyện thanh toán còn lâu. Vài phút sau, Hạ Thiên và Mị Nhi biến mất bóng ngoài nhà hàng, sau đó bọn họ căn cứ vào camera giám sát mà thấy hai người chạy xe rời khỏi khu vực. Đám người trong nhà hàng thầm mắng một câu, không phải không có tiền mà lại chạy đi ăn chùa, đúng là. Khi Hạ Thiên và Mị Nhi quay về căn cứ ám tổ thì đã 3 giờ chiều, thật ra Hạ Thiên cũng không muốn về. Nhưng Mị Nhi thấy hắn đi bên ngoài quá nguy hiểm, mang về căn cứ thì hay hơn. Hai người vừa xuống căn cứ thì thấy một hình bóng khá quen thuộc với Mị Nhi và cả Hạ Thiên, đó là tổ trưởng thiên tổ trước kia, bây giờ là phó tổ trưởng ám tổ, là Triệu Minh Phong. "Mị Nhi, Hạ Thiên, các người về vừa đúng lúc, tôi có việc cần tìm." Khi thấy hai người Hạ Thiên, Triệu Minh Phong tiến lên nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Mị Nhi chợt cảm thấy có gì đó là lạ, nàng hỏi ngay: chú Triệu, có gì xảy ra sao? chương 1189, tổ kiểm tra đặc biệt. Có chút vấn đề. Triệu Minh Phong khẽ gật đầu. Ngày mai tổ kiểm tra đặc biệt của quân ủy sẽ đến đây. Tôi vừa nhận được tin lần này bọn họ đến vì Hạ Thiên, chỉ sợ có chút phiền phức. Cái gì? Mị Nhi có chút kinh hãi. Chú Triệu, sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên kiểm tra cậu ấy? Tổ kiểm tra đặc biệt là thứ gì? Hạ Thiên ở bên cạnh dùng giọng buồn bực hỏi một câu. "Hạ Thiên, thứ này nói rất phức tạp nhưng cũng khá đơn giản, tổ kiểm tra đặc biệt có quyền lực rất lớn, bọn họ có thể quyết định nhiều vấn đề của ám tổ chúng ta, kể cả vấn đề đi hay ở lại của tổ trưởng." Vẻ mặt Triệu Minh Phong có chút ngưng trọng. "Nhưng từ khi ám tổ thành lập đến nay, tổ kiểm tra đặc biệt này chưa từng đến kiểm tra ám tổ, đây là sự kiện đầu tiên sau vài chục năm, vì vậy tình huống rất quỷ dị, sợ rằng sau lưng có kẻ thúc đẩy." chú triệu ý của chú là có người không muốn tiếp tục cho hạ thiên làm tổ trưởng ám tổ mị nhi chợt hiểu ra triệu minh phong khẽ gật đầu đúng vậy nếu không thì tổ kiểm tra đặc biệt đến kiểm tra hạ thiên sẽ không vội vàng như vậy hầu như không cho chúng ta cơ hội chuẩn bị không cho làm thì thôi tôi cũng không muốn làm tổ trưởng ám tổ này hạ thiên dùng giọng không cho là đúng nói nếu không phải vì mộc hàm và mị nhi hắn căn bản không rãnh làm tổ trưởng ám tổ Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu không thích làm tổ trưởng ám tổ, nhưng cậu không muốn làm là một việc, để cho người ta đuổi đi là một việc. Cậu không muốn làm thì có thể tự từ chức, mà không phải bị cưỡng chế đuổi đi, có phải không? Triệu Minh Phong hầu như khá hiểu tính cách của Hạ Thiên, chỉ sau phút chốc đã nắm được điểm quan trọng và bắt đầu khuyên bảo Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật sự là như vậy, tôi không muốn làm tổ trưởng sẽ tự mình bỏ đi, không cần đám ngu ngốc kia đến nói này nọ. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi rồi bổ sung: "Này, nếu tôi không làm tổ trưởng, tôi cũng sẽ đưa vợ Mị Nhi và vợ tóc vàng theo, tôi cũng không để cho kẻ khác làm lãnh đạo của vợ tôi." Triệu Minh Phong nghe vậy thì chợt nôn nóng: "Cái gì vậy? Nếu để Mị Nhi và Mộc Hàm đi, thực lực Ám Tổ sẽ chẳng còn gì." "Phải biết rằng bây giờ Mộc Hàm và Mị Nhi là hai người mạnh nhất Ám Tổ, tất nhiên ngoài Hạ Thiên, vì Triệu Minh Phong còn chưa xem Hạ Thiên là thành viên chính thức của Ám Tổ." triệu minh phong thấy hạ thiên giống như một vị kiêm nhiệm mà thôi cậu cũng đừng nói đến những vấn đề này tôi sẽ không đi mộc hàm bây giờ cũng sẽ không đi vì vậy cậu phải ở lại làm tổ trưởng mị nhi nhìn hạ thiên chúng ta suy xét xem nên đối phó với đợt kiểm tra này như thế nào mị nhi nói rất đúng triệu minh phong khẽ gật đầu tôi đang suy nghĩ biện pháp để đối phó hai người nên làm chút chuẩn bị mị nhi cô đi tìm chút tư liệu dù thế nào thì trước khi thành viên tổ kiểm tra đặc biệt đến đây vào ngày mai, chúng ta phải có sẵn sự chuẩn bị. Ông xã, điện thoại kia. Chuông điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn nghe máy. Vợ đại yêu tinh, chị nhớ tôi rồi sao? Tôi không nhớ cậu. Người điện thoại đến thật sự là Triệu Vũ Cơ, nàng nói mang theo chút hờn dỗi. Này, có phải bây giờ cậu ở trong khu căn cứ của ám tổ? Đúng vậy, sao chị biết? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đại ca tôi nói, Triệu Vũ Cơ cũng không giấu giếm. Anh ấy nói bây giờ cậu gặp phiền toái, đặc biệt là tổ kiểm tra đặc biệt muốn đuổi cậu ra khỏi ám tổ, cậu biết chưa? Chuyện này sao, tôi cũng vừa được biết. Hạ Thiên trả lời, đại ca nói tôi khuyến cáo cậu, chuyện này triệu ra chúng tôi không thể nào hỗ trợ được, không phải không giúp mà vì vướng vài lời hứa hẹn, căn bản không thể trực tiếp ra tay, triệu vũ cơ khẽ nói nhưng đại ca có nói anh ấy có thể bảo đảm tổ kiểm tra đặc biệt sẽ tiến hành kiểm tra dưới tình huống công chính vì vậy nếu cậu có tư cách làm tổ trưởng ám tổ sẽ không có vấn đề gì vợ đại yêu tinh có phải chị muốn nói lần này dở trò sau lưng là tên ngốc nhạc chi phong kia hạ thiên suy nghĩ rồi hỏi tôi không nói như vậy triệu vũ cơ không thừa nhận chị chưa nói nhưng chúng ta tâm hữu linh tê tôi biết rõ trong lòng chị nghĩ như vậy Hạ Thiên nghiêm trang nói: "Cậu cứ đoán mò, tôi cũng không tin." Triệu Vũ cơ hừ một tiếng: "Tôi không muốn náo loạn với cậu, đại ca nói cho tôi biết, lần này tổ kiểm tra đặc biệt sẽ đến kiểm tra ba vấn đề trọng điểm. Đầu tiên là cậu có tư chất và tư cách đảm nhiệm vị trí tổ trưởng ám tổ hay không, vì có tin đồn cậu chỉ là một phế vật, vì vậy bọn họ thấy cậu không có tư cách. Thứ hai chính là phương diện thực hiện chức trách, có người nói sau khi cậu làm tổ trưởng ám tổ thì chưa từng thực hiện qua chức trách với thành viên." cuối cùng là điều thứ ba chính là điều tra thành viên ám tổ bọn họ cho rằng cậu không có uy tín trong ám tổ phần lớn mọi người đều không phục cậu vì vậy cậu nên chuẩn bị trên phương diện này vợ đại yêu tinh tôi cảm thấy mình nên trực tiếp đi xử lý tên nhạc chi phong là hay hơn hạ thiên thuận miệng nói đừng như vậy sẽ càng thêm phiền triệu vũ cơ vội vàng nói tóm lại cậu cứ nghe lời tôi nhạc chi phong bên kia đừng động vào cứ để đại ca xử lý được rồi. Dù Hạ Thiên không tình nguyện nhưng vẫn tạm thời đồng ý. Được rồi, tôi cũng không nói nữa, tôi còn có việc, cậu mau đi chuẩn bị. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng cúp điện thoại. Hạ Thiên thu hồi điện thoại, hắn nhìn Mỹ Nhi. Tôi biết rõ đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu ngốc kia đến kiểm tra những thứ gì. Phong Nhạc Hiên, Nhạc Tiên Sinh, đã tìm được hung thủ bắn chết A Cửu, nhưng còn chưa kịp điều tra ra là ai làm thì tên kia đã chết mất trình trí cao đang báo cáo tình huống cho nhạc chi phong không cần nói cho tôi nói cho y tiểu thư biết là được nếu cô ấy tin thì tôi tin nhạc chi phong thản nhiên nói nhạc tiên sinh tôi sẽ đến giải thích với y tiểu thư trình trí cao vội vàng trả lời trình trí cao dừng lại một chút rồi cẩn thận hỏi thăm nhạc tiên sinh có chuyện không biết nên nói cho anh biết không nếu cậu cảm thấy không nên nói thì còn hỏi như vậy làm gì nói ra đi nhạc chi phong trầm giọng nói nhạc tiên sinh là thế này hôm qua tôi đến y nhân các định giải thích sự việc hung thủ với y tiểu thư không ngờ lại gặp mặt hạ thiên đang từ trong y nhân các đi ra trình trí chí cao vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của nhạc chi phong khi hắn phát hiện vẻ mặt đối phương có chút âm trầm thì ngậm miệng lại không dám tiếp tục thế nào ngay cả cậu cũng muốn dùng sự việc này để khích tôi nhạc chi phong dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trình trí cao trong mắt có chút tức giận. Không, không, nhạc tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có ý này, tôi chỉ cảm thấy y tiểu thư có khả năng cùng hạ thiên. Trình trí chí cao vội vàng giải thích, vẻ mặt có chút bối rối. Đủ rồi, tôi không cần cậu nói cho tôi những vấn đề này. Nhạc chi phong chợt đứng lên. Bây giờ cút ra ngoài cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đi. Vẻ mặt trình trí cao rất khó coi, nhưng hắn cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ biết hoảng hốt bỏ đi. Âm, um, nhạc chi phong vỗ một trường lên mặt bàn, mặt bàn nát bấy. Đúng lúc này một âm thanh nhàn nhạt truyền vào trong tai nhạc chi phong. Nhạc tiên sinh cần gì phải tức giận với loại người như trình trí cao. Tôi đã nói với anh rồi, trình ra không có bất kỳ kẻ nào thật sự là nhân tài cả. Vẻ tức giận trên mặt nhạc chi phong nhanh chóng biến mất, vài giây sau hắn đã khôi phục lại như thường, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa ra vào rồi cười nhạt. Công tử, cậu ngược lại còn đến sớm hơn cả dự đoán của tôi. Nhạc tiên sinh, vốn muốn cùng anh dùng bữa cơm tối, nhưng đến tối tôi vừa lúc có việc, vì vậy lúc này đến trước một giờ. Triệu công tử đi vào trong phòng không chút hoang mang. Vậy cùng ngồi uống ly trà chứ. Nhạc chi phong vươn tay. Ngồi đi. Triệu công tử tất nhiên sẽ không khách khí, hắn nhanh chóng ngồi xuống, mà nhạc chi phong cũng ngồi xuống theo, sau đó có người đưa đến hai ly trà. Nhạc Chi Phong nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ hạ xuống. Công tử, tôi biết cậu đến vì chuyện gì, nhưng tôi không biết là cậu muốn giúp Hạ Thiên hay giúp tôi. Hoặc là, cứ như cậu nói, cậu ở bên cạnh không quan tâm. Nhạc tiên sinh, tôi sẽ tuân thủ lời hứa hẹn, triệu gia chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nhưng anh nên hiểu rõ, tam thúc triệu minh phong chính là phó tổ trưởng ám tổ, vì vậy triệu gia chúng tôi không thể không có liên quan. Vì thế chuyện này nên xử lý theo phương án công chính, nếu tổ kiểm tra đặc biệt thật sự kiểm tra thấy Hạ Thiên không đủ tư cách, như vậy hắn sẽ không còn thích hợp, sẽ chẳng thể tiếp tục lưu lại. Triệu công tử dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó còn hỏi một câu. Nhạc tiên sinh, tôi nghĩ anh cũng tán thành với điều này chứ. Nhạc chi phong chậm rãi gật đầu. Rất tốt, công tử cậu là người giữ chữ tín, tôi rất tán thưởng cậu ở điểm này. Nhạc chi phong tôi cũng không phải kẻ cố tình gây sự, nếu hắn có tư cách làm tổ trưởng ám tổ tôi cũng không cưỡng chế nhưng theo tôi biết dù xét về bất kỳ phương diện nào hắn cũng không có tư cách làm tổ trưởng ám tổ nếu không phải hắn là đệ tử của ám hoàng tôi tin hắn không có tư cách này nhạc tiên sinh thực tế tôi cũng vì chuyện này mà đến triệu công tử trầm ngâm một chút rồi nói tôi nghĩ nhạc tiên sinh có chút thiếu hiểu biết về hạ thiên và ám tổ có lẽ tôi nên nói cho anh biết một việc ít nhất anh cũng hiểu một việc mới nên quyết định thêm bước tiếp theo. Phải không? Ánh mắt nhạc chi phong hàm chứa nụ cười. Không biết cậu thấy tôi thiếu tin tức gì? chương 1190, một thằng vũ phu mà thôi. Nhạc tiên sinh, anh cần phải hiểu thêm vài điều về Hạ Thiên. Triệu công tử rất thẳng thắn. Cũng vì anh biết không nhiều mà cảm thấy Hạ Thiên không thích hợp là tổ trưởng ám tổ. Nhưng thực tế, trên đời này thật sự không có ai thích hợp hơn cậu ta. Ánh mắt nhạc chi phong có hơi lạnh, Giọng điệu cũng lạnh hơn vài phần, còn mang theo chút mất vui. Thì ra công tử đến đây để làm thuyết khách cho Hạ Thiên. Nhạc tiên sinh, anh rõ ràng rơi vào tình huống chỉ chú trọng đến ấn tượng ban đầu. Triều công tử lắc đầu. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ làm thuyết khách cho Hạ Thiên, cũng không thể không nói, tôi không thấy mình có nên làm thuyết khách cho cậu ta hay không, có lẽ cậu ta cũng chẳng cần như vậy. Tôi chỉ không hy vọng hai người xung đột tạo nên cục diện xấu cho cả thủ đô. Triệu công tử nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục nói. Nhạc tiên sinh, anh nên biết rõ, đứng ở góc độ của triệu gia chúng tôi, chúng tôi chỉ hy vọng thủ đô yên ổn. Nếu thủ đô rối loạn, không riêng gì bất lợi lớn với chỉ triệu gia chúng tôi, còn không tốt với cả nhạc tiên sinh. Hạ thiên chỉ là thằng vũ phu mà thôi, còn chưa đủ ảnh hưởng đến khắp thủ đô. Nhạc chi phong nói có chút hương vị khinh miệt. Nếu không phải có công tử cậu ở bên cạnh hỗ trợ, hạ thiên có thể may mắn tồn tại đến bây giờ sao nhạc tiên sinh tôi thấy anh thật sự chưa hiểu nhiều về hạ thiên triệu công tử không khỏi lắc đầu tôi thấy nên nói cho anh biết vài chuyện nhạc chi phong có chút hờ hứng tôi đang nghe nhạc tiên sinh có lẽ anh cho rằng hạ thiên đã không khác gì phế nhân thật ra từ đầu đến cuối hạ thiên không bị thương cậu ta giả vờ như vậy chủ yếu để dụ kẻ địch đi ra thực tế cũng có rất nhiều người bị cậu ta xử lý triệu công tử dùng giọng không nhanh không chậm nói ví dụ như viên gia hay trình gia còn có cia và một nhóm người khác ở thủ đô giả vờ bị thương nhạc chi phong ngẩng đầu nhìn triệu công tử giống như có chút khó tin loại người như hắn cũng biết trò giả vờ này sao nhạc tiên sinh đây là anh không biết nhiều phương diện về hạ thiên triệu công tử cười nhạt một tiếng rất nhiều người cảm thấy hạ thiên chỉ biết bạo lực căn bản không có đầu óc thực tế cậu ta thông minh hơn những gì chúng ta tưởng tượng, rất nhiều chuyện chỉ trực tiếp sử dụng bạo lực vì cảm thấy như vậy sẽ giải quyết nhanh hơn. Thật ra điều này cũng là bình thường, một người không thông minh có thể luyện được võ công cao cường, nhưng thật sự không có được y thuật thần kỳ như vậy. Công tử, xem ra cậu rất hiểu hạ thiên, có thể nói là chi kỷ. Nhạc chi phong nói mang theo chút hương vị trào phúng. Triệu công tử lắc đầu. Nhạc tiên sinh, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng không dám dùng từ chi kỷ, sở dĩ tôi hiểu về cậu ta vì trước nay tôi đều rất quan tâm quan trọng là tôi có hai đứa em bảo bối bị hạ thiên cướp đi tất nhiên tôi càng biết thêm những tin tức bí ẩn những tin tức mà chỉ những phụ nữ thân mật với hạ thiên mới biết được triệu công tử thoáng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói có lẽ tôi nên nói cho nhạc tiên sinh biết một chuyện đó chính là hạ thiên không còn giả bị thương vì vậy những ngày này đám người đã gây phiền toái cho cậu ta sợ rằng chuẩn bị nghênh đón sự báo thù dù là viên ra hay trình ra chỉ sợ kết cục sẽ không tốt nếu nhạc tiên sinh tin lời của tôi như vậy nên sớm rút tay là vừa vẻ mặt nhạc chi phong càng trở nên khó coi hắn liếc mắt nhìn triệu công tử rồi trầm giọng công tử nếu tôi nghe không lầm hình như cậu đang cảnh cáo tôi nhạc tiên sinh tôi chỉ nhắc nhở anh một câu tôi không hy vọng anh xung đột với hạ thiên vẻ mặt triệu công tử vẫn rất bình tĩnh sau đó hắn di chuyển chủ đề nhạc tiên sinh chúng ta tiếp tục nói về vấn đề tư cách làm tổ trưởng ám tổ của Hạ Thiên. Anh không biết, Hạ Thiên dưới tình huống không bị thương, căn bản không còn ai thích hợp làm tổ trưởng ám tổ hơn sao. Cậu đã nói như vậy, được rồi, tôi cũng nói rõ với cậu. Nhạc Chi Phong hừ một tiếng. Dù là giả vờ bị thương, dù võ công của hắn cao cường, y thuật cao siêu, nhưng vị trí tổ trưởng ám tổ cũng không phải kẻ mạnh là có thể đảm nhiệm. Người này phải biết thực hiện chức trách, phải biết trung thành với quốc gia, mà hai điểm này Hạ Thiên có sao? Hạ Thiên gia nhập ám tổ vài tháng, tôi cũng thừa nhận vài tháng qua cậu ta không chấp hành nhiệm vụ của ám tổ. Triệu công tử dùng giọng không chút hoang mang nói. Nhưng dù là như vậy, Hạ Thiên vẫn có cống hiến vượt qua bất kỳ người nào trong ám tổ. Phải không? Nhạc Chi Phong khẽ hừ một tiếng. Tôi muốn biết hắn có cống hiến gì. Trong lúc cậu ta giả vờ bị thương đã dụ ra một mớ đặc công CIA, sau đó trực tiếp tiêu diệt tổ chức tình báo CIA ở thủ đô, thậm chí các tổ chức CIA trên toàn thế giới cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần xét theo điểm này, sợ rằng không ai có thể vượt mặt cậu ta. Triều Công Tử chậm rãi nói. Trong vài tháng qua, Hạ Thiên còn vài lần lấy về cho tổ chức một lượng tài chính cực lớn, là một tỷ euro. Nhạc tiên sinh, anh biết ý vị của nó không? Điều này có nghĩa là 10 năm sau ám tổ cũng không có vấn đề về tài chính. Triệu công tử không đợi nhạc chi phong mở miệng mà tiếp tục nói. Thật ra đây còn chưa phải là cống hiến gì lớn, cống hiến lớn nhất với ám tổ chính là bồi dưỡng được hai người, bây giờ là tổ trưởng thiên tổ Mỹ Nhi và tổ trưởng địa tổ Mộc Hàm. Sự hùng mạnh của hai cô gái này thật sự có thể làm cho ám tổ bảo trì vị trí đệ nhất. Đó đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong khẽ hừ một tiếng. Đúng vậy, các cô ấy là phụ nữ của Hạ Thiên, nhưng các cô ấy cũng là thành viên của ám tổ, mà thực tế hạ thiên không chỉ bồi dưỡng cho hai cô gái này hạ thiên còn là huấn luyện viên của ám tổ hôm nay đã bắt đầu huấn luyện các thành viên khác tôi tin thực lực ám tổ sẽ dần tiến lên bậc thang mới triệu công tử lắc đầu nhạc tiên sinh anh cảm thấy ám tổ không có người chịu phục hạ thiên nhưng tôi có thể nói cho anh biết hạ thiên chỉ cần dùng vài giờ đã làm cho bọn họ phải phục tùng vẻ mặt nhạc chi phong trở nên âm trầm hắn cuối cùng cũng ý thức được lời nói của triệu công tử không sai mình thật sự còn chưa hiểu nhiều về Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong tin Triệu Công Tử không nói dối, với thân phận của Triệu Công Tử, sẽ tuyệt đối không nói dối ở phương diện này, hơn nữa những chuyện này cũng không khó chứng thực. Triệu Công Tử lại mở miệng. Nhạc Tiên Sinh, anh biết chuyện quan trọng nhất là gì không? Không phải Hạ Thiên dùng nhiều thời gian để có cống hiến lớn với ám tổ, mà cậu ta chỉ cần dùng thời gian vài ngày đã có cống hiến như vậy. Anh có thể nghĩ mà xem, nếu hắn tình nguyện bỏ hết thời gian và tinh lực với ám tổ hắn sẽ có bao nhiêu cống hiến đáng tiếc là tên này giống như lời tôi nói hắn không biết thực hiện chức trách nhạc tri phong thản nhiên nói hạ thiên không phải loại người thích quyền lực cậu ta chỉ thích phụ nữ cũng tình nguyện vì bảo vệ phụ nữ của mình mà làm nhiều chuyện dù là mỹ nhi mộc hàm đều muốn chỉ dẫn cho cậu ta vẫn muốn cậu ta làm nhiều việc có ý nghĩa làm những việc mà kẻ khác không làm được vì vậy dù thế nào thì Hạ Thiên vẫn không thể thay thế, là độc nhất vô nhị, nếu mất đi sẽ là tổn thất rất lớn. Triệu công tử nói với nhạc chi phong. Nhạc tiên sinh, anh cũng hiểu, có lẽ trong mắt nhiều người thì gia tộc chúng tôi chỉ biết suy nghĩ cho mình, không nghĩ cho quốc gia, thực tế chúng tôi cũng mong quốc gia ổn định, như vậy gia tộc chúng tôi mới hưng thịnh. Tôi cảm thấy dù là anh hay tôi đều hy vọng ám tổ càng trở nên tốt hơn. Đó là gia tộc của cậu, không phải của tôi. Nhạc Chi Phong chậm rãi nói: Nhạc Tiên Sinh, những gì nên nói tôi đã nói tất cả. Tôi tin sau khi có kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra đặc biệt vào ngày mai, cuối cùng vẫn là Hạ Thiên đảm nhiệm vị trí tổ trưởng ám tổ. Nhưng tôi thấy nếu anh hủy bỏ quá trình kiểm tra như vậy sẽ tốt hơn cả. Triệu Công Tử đứng lên. Tất nhiên quyết định thế nào là của Nhạc Tiên Sinh, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi có hẹn trước, xin cáo từ. Triệu Công Tử nói xong thì xoay người bỏ đi. Không có dấu hiệu dừng lại. Hắn biết rõ nhạc chi phong là người thông minh, nhưng chẳng qua vì một phụ nữ mà mất đi lý trí. Nếu nhạc chi phong hiểu rõ sự lợi hại, sẽ hiểu có một số việc không nên làm. Căn cứ ám tổ. Hạ Thiên ngồi trong một phòng làm việc, hắn nhìn Mỹ Nhi sắp xếp tài liệu mà ngáp liên tục, đúng là nhàm chán. Vợ Mỹ Nhi, chị đừng quan tâm đến những thứ kia, đợi ngày mai đám người tổ kiểm tra đặc biệt ngu mốc kia đến đây, tôi sẽ cho bọn họ một trận, đảm bảo sẽ xong ngay một lát sau hạ thiên nói đầu óc cậu có bình thường được không mị nhi tức giận nói đầu óc tôi rất bình thường hạ thiên ra vẻ vô tội cậu nhàm chán thì ra sân tập luyện chỉ đạo bọn họ học bắn súng mị nhi tiếp tục quan tâm đến đống tư liệu vì đối phó với đám người tổ kiểm tra đặc biệt nàng phải chuẩn bị kỹ càng phải hết sức cẩn thận vợ mị nhi tôi sẽ ở trong đây với chị hạ thiên không muốn đến sân huấn luyện tuy bây giờ rất nhàn chán nhưng dù sao cũng được ngắm vợ Mỹ Nhi xinh đẹp. Chồng, một âm thanh quyến rũ vang lên, một làn gió thơm ập vào, một người đẹp tóc vàng lao về phía Hạ Thiên, khoảnh khắc sau đã nhào vào lòng hắn. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1190